Xin chào các chị. Em còn được mấy bộ bà lai nè các chị. Em soạn ra còn được 5-6 bộ gì. Chị đẹp nào có chưa mua được mẫu này thì các chị mua nha. Tại bà lai là em hết hàng rồi. Người chung vui bên gia đình. Mấy chị hỏi bà lai quá chừng luôn. Em soạn ra xem thấy còn một cọc hàng mẫu. Ôi sao nó bị gì luôn rồi. Em chào chị Mỹ Duyên nha, em chào tất cả các chị. Bộ em mặc là 115 ngàn, chất vải sô len nha các chị yêu ơi. Chất vải sô len, em còn được 5-6 bộ gì đó chứ chị. Trong cái hàng mẫu nè, mấy bạn ship. Còn 115 ngàn, em sale còn 115 ngàn bộ em đang mặc nha. Em đang mặc bộ này là màu hồng size số 2 á các chị. Size số 2 tầm khoảng 5-7 kg trở lại các chị đẹp nha, em mặc vừa. Chờ em xíu nha mấy chị. Chờ em xin 1 phút em chia sẻ. Chị Nguyễn Thảo mà size số mấy? Chị size số 3 ha, để em coi coi còn bộ nào không. Em mơ tưởng đâu hết rồi mà trong cái cọc hàng mẫu á. Trong cái cọc hàng mẫu em còn được mấy bộ nè. Còn được bộ màu này size số 3 nè chị Nguyễn Thảo. Chị mặc vừa không? Một bộ size 3. Này size 4. Size 2. Còn được bộ một à chị Thảo ơi, chị Nguyễn Thảo, chị bộ này chị có cho em chào chị Nga Mỹ, em chào chị Thúy Nguyễn, em chào chị Đính Lê. Em chào tất cả các chị. Đây em còn bộ này size 3 nè chị, 58 đến 63 kg mặc vừa, 63 64 kg. Này, 58 đến 63 64 kg mặc vừa. Em còn được bộ xanh này, xanh rêu. Màu này màu xanh rêu ha, màu xanh rêu size số 3. Màu em đang mặc là màu hồng đào, hồng dâu gì cũng được hết các chị. Size số 2, 57 kg trở lại mặc vừa. 57 58 kg tùy chiều cao của các chị á. 115.000 chất vải sô len ha, thêu trực tiếp giúp em rất là đẹp luôn đó chị. Màu này là màu nâu nè. Hôm bữa chị nào đẹp nào hỏi em màu nâu chế xay nè đúng không ạ? Bộ màu hồng em đang mặc em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Ok chị Thúy Nguyễn. Rồi bộ này là màu nâu chế xay cái chị, nâu chế xay em còn được bộ size 2 luôn. Em còn được bộ size 2 luôn ha. Đó, em quên. Mở cái lên thôi. Chờ em xin.
Rồi, xanh rêu 3 em chốt cho chị Nguyễn Thảo luôn. Nâu trái xay, cái chị đẹp nhà em nâu trái xay size số 2 này rất là đẹp. 57-58kg trở lại mặt dừa ha. 57-58kg, em còn được có mấy bộ à. Rồi màu tím cẩm, em còn được bộ màu tím cẩm size số 4. Tầm khoảng 64-67-68kg, cái chị đẹp nhà em mặc dừa bộ màu tím cẩm này. Tím cẩm các chị, tím cẩm. Rồi em còn bộ màu ruốc luôn nha. Màu ruốc size số 2 luôn. 57-58kg trở lại mặt vừa tùy chiều cao, cái chị đẹp 115.000, em sale 115.000. Bà La em còn được có mấy bộ mà cái chị đẹp nhà em chốt đi. Hết ổn lắm. Mẫu này là em hết hàng rồi, em không có ra lại mẫu này nữa. Rồi em còn được màu này, màu xanh ngọc cái chị yêu không? Màu xanh ngọc size số 2 em được 2 bộ luôn. Xanh ngọc size số 2 còn được 2 bộ. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh lính. Xanh lính em còn được một bộ size số 4 nữa. Size số 4 là em còn được màu tím cẩm với màu xanh lính nha chị. Size số 2 là còn được màu ruốc, màu nâu cháy xay với lại là màu xanh ngọc. Size 2 là còn được 2 bộ, 3 bộ. Size 3, size 5 là em hết ha. 3, 5 là em hết. Rất là đẹp luôn các chị. Màu xanh lính size số 4. Cái màu này xuất sắc luôn. Một trăm mười lăm ngàn chốt vải Solen. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Thảo, bộ em đang mặc là chốt cho chị Thúy Nguyễn. Chị đang xem cho em xin một chấm nha cái chị đẹp. Đây màu xanh ngọc cái chị, màu này cũng rất là đẹp nè, màu này em còn được 2 bộ size số 2 nè. 57-58kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa nha. Màu nào cũng đẹp hết cái chị ơi. Đơn hàng các chị chốt đơn với mấy bạn chốt, mấy bạn bên em chốt đơn thì mấy bạn chốt cho các chị như thế nào thì các chị nhớ giúp em nha. Đồ á là em nhắc lại là đồ á các chị bên em gọi điện chốt đơn rồi, các chị không có nhờ giữ đơn lại thì đơn em đã đi. Các chị đẹp nha. Đã đi trong buổi chiều ngày hôm đó luôn. Còn các chị có giữ lại đồ thì 1-2 ngày các chị không có đặt thêm thì mấy bạn nhà em sẽ gọi lại. Còn đơn hàng, các chị thắc mắc đơn hàng thì vui lòng nhắn tin vào trang Hàng Đẹp Giá Rẻ và gửi kèm theo số điện thoại giùm em. Ở trên live em không có nhớ đơn hàng để em trả lời cho các chị đâu ạ. Tại vì em là người livestream nha, không phải là ngồi chốt đơn hàng nên là em không nhớ. Mà nhiều khi em chốt đơn hàng em cũng không có nhớ hết đơn cho các chị nữa. Một ngày mấy trăm đơn mấy bạn nhà em cũng không có, mấy bạn nhà em cũng không có nhớ hết được đâu mấy chị. Nên là đơn hàng thì các chị đẹp nhà em thông cảm, thắc mắc đơn hàng thì nhắn tin giùm em nha, kèm theo số điện thoại. Còn đơn hàng các bạn nhà em đã chốt cho các chị không nhờ giữ đơn lại là đơn em đi trong ngày hôm đó luôn, em không có giữ lại qua ngày hôm sau. Để ý điện thoại giúp giùm em để bưu tá giao hàng nha. Rồi chốt em màu này là màu xanh ngọc đi các chị, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Em chào chị Kim Lân Trần, em chào chị đẹp. Rồi màu này các chị lên giúp giùm em là màu ruốc các chị. Lên giúp giùm em là màu ruốc nha, màu ruốc. Chốt em màu ruốc các chị đẹp, màu ruốc. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh lính. Xanh lính em còn được bộ size 4 nè. Size 4 64kg đến 67-68kg mặc dừa. Màu em đang mặc là màu xanh ngọc nha. Màu này lên giúp giùm em là màu nâu trái xay.
Chốt em nâu trái xay các chị, nâu trái xay size số 2 rất là đẹp luôn. 57 58 kg trở lại mặt vừa. Rồi, màu tím cẩm. Màu tím cẩm em còn được một bộ size số 4 luôn, 64 đến 67 68 kg mặt vừa. Em chào chị Tươi Đỗ Thị, em chào chị đẹp. Rồi, em còn mấy bộ này lẻ lẻ là bộ gì đây em sale cho mấy chị luôn. Thôi, dập ly các chị ơi. Dập ly 75 ngàn các chị. 75 ngàn dập ly nơ nè. Dập ly nơ màu xanh dương, cái bộ này đẹp lắm. Đó, các chị xả ra ngoài vậy ta. Cái bộ màu xanh cổ nơ rất là đẹp. Mông tầm khoảng 100 dưới 100 là các chị đẹp nhà em mặc vừa lên giúp em 75 xanh dương cổ nơ các chị. Đẹp lắm luôn á. Xanh lính size số 4 em chốt cho chị Duy Nguyễn. Ok, xanh lính 115 ngàn em chốt cho chị Duy Nguyễn nè. Chị nào bữa giờ chưa mua được dập ly bông nè, cái chị em còn được mấy bộ nè, cái chị chốt đi, hai bộ, như chị đẹp nào xả ra được hai bộ. 75 ngàn, em sale 75 ngàn luôn. Rồi em có bộ màu xanh bơ nữa. Tím cẩm 4 luôn hả chị Đào Thị Huệ ơi, chị Đào Thị Huệ chốt tím cẩm thì lên giúp em tím cẩm 4 nha, bộ đó size 4. 64 đến 6 17 68 kg mặt vừa nha chị. Đây em còn một bộ xanh bơ này 75 ngàn luôn, chị đẹp nào chốt giúp em luôn, rất là đẹp. Áo xanh bơ, quần xanh bơ luôn. Cái chị bữa giờ hỏi em dập ly quá chừng luôn nè. Đẹp lắm luôn á, mông tầm khoảng 100 dưới 100 là cái chị đẹp nhà em mặc đẹp ha, tầm khoảng 60 kg trở lại đó. Chị nào mà mông nhỏ mông vừa đó, cái chị nói chung là 100 dưới 100 là ok. Chị cà rốt lấy bộ nơ luôn ha, lấy bộ nơ xanh dương ha, bộ nó đẹp đó chị, bộ xanh bơ này cũng đẹp nữa nè chị cà rốt, em mới định nhắc chị đó. Bữa giờ chị hỏi em cái mẫu này nè mà hết trơn rồi, bữa nay em thấy xả ra được hai bộ. Dạ ok chị Kim Long Trần. 75 ngàn. Bộ màu xanh bơ là cổ vuông nha các chị, cổ vuông rất là đẹp luôn. Xanh bơ em chốt cho chị Nguyễn Thảo. Xanh bơ 75 ngàn cho chị Nguyễn Thảo luôn nè, rồi là em hết rồi đó, có hai bộ à. À đây đây được một bộ nữa, đây được một bộ cổ vuông nữa mấy chị. Ồ cái này hàng mới xả hay gì á. Em còn bộ còn cơm cháy nha chị Tuyết Trương ơi, em còn cơm cháy có màu ruốc không? Có chị, màu ruốc em còn được một bộ size số 2. Chị gì chốt size số gì màu tím cẩm nè, chị Đào Thị Huệ lên giúp em cái size nha chị đẹp. Màu ruốc em còn bộ size 2 chị Như Ý Trương ơi. Size số 2 nha, bộ này tầm khoảng 57 58 kg trở lại mặt vừa chị. 57 58 kg trở lại mặt vừa 115.000 một bộ. Nâu trái xay em còn bộ size 2. Xanh ngọc em đang mặc. Xanh ngọc em đang mặc là size số ơi. Dạ, bụi mới hút bụi. Alo giờ dùm nghe ạ. Dạ chị cho em lấy một bộ xanh bơ á chị, cặp đi xanh bơ á. Em mới chốt cho khách rồi ở trên live rồi, phải của chị không? Chị Nguyễn Thảo. À, rồi à non gà đá em hết rồi chị, có một bộ đó em chốt cho khách trên live luôn rồi. Dạ 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 rồi bộ này lên giúp em là mã hoa đi cái chị, màu đỏ mặc với quần đen nè, mã hoa 75 ngàn luôn. Chú em mã hoa ha, cổ vuông luôn nha, cổ vuông luôn. Cái này chị đẹp nào xả ra nè, cái lô cái mẹ này có mấy bộ này em bữa em bán hết trơn rồi. 75 ngàn lên giúp em mã hoa luôn. Rồi em có bộ màu xanh biển luôn. Chú em mã xanh biển nha, cái chị đẹp xanh biển. Đơn đó là chưa đi nha chị Đào Thị Huệ ơi, đơn em gọi ngày hôm nay là chưa đi nha. Rồi giờ em lấy cho chị bộ tím cẩm size số 4 luôn. Để chút xíu em nói với mấy bạn dùng đơn cho chị.
75 mã hoa em chốt cho chị Duyên Nguyễn. Em có bộ xanh biển luôn nha các chị đẹp nha em. Ok chị. Em còn bộ xanh dương cổ nơ rất là đẹp luôn nè các chị, 75.000. Bộ xanh dương cổ nơ. Để em mặc thử cái áo này vô cho chị xem ha. Bộ này mặc rất là đẹp. Bộ màu xanh dương này đẹp lắm. Cổ nơ mặc đẹp, xuất sắc mà mấy chị không chốt. Đây bộ màu xanh dương nha các chị đẹp. Tầm khoảng 55 đến 57 58 kg là các chị mặc ok. Quần áo suông với em màu xanh dương. Các chị mặc sẽ đẹp hơn em ha, em mặc là nó bị rộng. Ok, em chốt cho chị Duyên Nguyễn luôn. 62 kg hả chị? 62 kg chị mong chị tầm khoảng 100 dưới 100 là vừa nha chị Trúc Quỳnh. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha, mã này lên giúp em mã xanh biển các chị, mã xanh biển. Rất là đẹp luôn, xanh biển thì nó là cổ vuông. Xanh biển giúp em nha, chiếc quần đen, cổ vuông. Rất là đẹp. Cổ nơ này cái chị mặc ở ngoài nó sẽ rất là đẹp nha, nhìn nó rất là có duyên luôn á. Chị mặc vừa sẽ đẹp hơn em. Em mặc nó bị rộng nhiều á. Rồi em còn một bộ màu xanh biển. Rồi hết nha các chị đẹp. Rồi em còn bộ này cho các chị đẹp nhà em nữa nè. Bộ này các chị lên giúp giùm em là mã lá đi các chị đẹp, mã lá. Bộ này bộ sắc nách nha, 60 kg trở lại mặt dừa rất đẹp luôn. 60 kg trở lại mặt dừa. Bộ này rất là đẹp các chị. Đẹp mát nữa. Rồi bộ này em bán cho các chị đẹp nhà em 80.000. 80.000 lên giúp em mã lá, 80 lá size 60 kg, cao 1m, trên 1m55 giúp em. Em nghe chị. Xanh biển rồi, ok. Dạ. Yeah. Rồi tiếp nha chị. À. Đây em thấy hình như là có bộ quần giả váy hay gì nè các chị. Giả váy màu. Rồi em có một bộ quần giả váy màu luôn, màu tím, size số 5 luôn á chị đẹp nhà em. Size số 5 ha. Tầm khoảng 67 đến 72 kg cái chị đẹp nhà em mặc đẹp. 67 đến 72 kg mặc đẹp, màu tím đậm, quần giả váy dài. Rồi bộ này em sale cho cái chị đẹp nhà em còn 85.000. Chốt giúp em 85 ha, lên giúp em 85. Chị Duy Nguyễn ơi, vậy bộ kia chị mặc dừa không? Chị mã hoa mặc dừa không? Hai bộ nó cùng một size đó. Xả thì em xả hết hai bộ luôn. Cái bộ xanh dương đó chắc em đem em đốt phong long với mấy chị. Tự nhiên hai chị chốt, hai chị xả hết trơn à. Mặc cái bộ đồ rất là đẹp.
Chị Duy Nguyễn, vậy bộ kia vừa không chị? Không, nếu mà không vừa thì em xả ra luôn nha chị. Hai bộ nó cùng một size đó, nghe kỹ giúp giùm em đọc số ký. Rồi chị coi giúp em là mình mặc vừa không thì hả chốt giúp em nha. Tại vì hàng này á, là hàng xả ra, còn một hai bộ là em sale rẻ cho cái chị rồi, nên là cái chị chốt kỹ giùm em. Chốt kỹ giúp giùm em nha. Em nhắc lại để đừng có xả ra xả vô hoài mấy chị. Nếu mà mặc không vừa thì em xả luôn bộ kia nha chị. Hai bộ. Rồi bộ này cái chị đẹp nha em, bộ này em sale cho cái chị bộ cách tân ha. Lên nếu em bộ cách tân, em chào chị Thu Thảo. Cái chị mua giùm lưu ý giúp em nha cái chị, em không có khuyến khích cái chị đẹp nhà em mua giùm nha. Nếu mà cái chị có mua thì cứ chỉ ngay cái Facebook của em á. Khách nào mua thì cứ lên lựa. Rồi bộ này bộ cách tân nha, em sale cho cái chị đẹp nhà em còn 75 ngàn luôn. Chốt em 75 size số 2 55 kg trở lại mặc vừa. Rồi em xả ra hai bộ luôn nha chị Duy Nguyễn. Chốt kỹ giúp giùm em nha chị. Hàng em đọc số ký, em đọc này kia đồ hết rồi đó nha chị. Không, em nói em đốt phong lông á chị, đốt phong lông chứ không có đốt bộ đồ. 63 kg chị Lân Lê vừa không chị Lân Lê? Mông tầm khoảng 100 dưới 100 giúp em. Tại vì em không biết là có nhiều chị thì cái chị mặc, cái chị nào bán mua bộ này rồi nè. Hai bộ hoa này của em chị nào mua rồi á thì cái chị chốt vừa thì cái chị chốt giúp em ha. Tại vì thường em canh là tầm khoảng 60 kg trở xuống rồi chị. 60 kg trở xuống à. Bảy mươi lăm ngàn em sale hai bộ 75 ngàn đó, chị nào chốt cho em luôn đi, nãy giờ hai chị chốt và hai chị xả ra nó không vừa. Mông tầm khoảng 100 dưới 100 là cái chị đẹp nhà em mặc ok, còn cái áo của nó dập ly thì cái chị tầm khoảng 60 62 kg trở lại cái chị mặc vẫn được nha. Em nghe chị. Mã hoa là cổ vuông chị, đúng rồi, mã hoa là cổ vuông. Bộ màu xanh dương nó là cổ nơ chị. Không, em hết rồi, em có con bộ một hả? Dạ. Dạ. Rồi, rồi, dạ. Dạ. Bộ em đang mặc size số 2, chị nào lấy lên giúp giùm em ha. Bộ em đang mặc nãy em sale nhiêu quên tiêu rồi ta. 75 hả mấy chị? 75 ngàn. Chị nào chốt lên giúp em 75 hồng 2 ha. 75 hồng 2. Alo. Bộ xanh dương hả chị? Xanh riêu hả? Không. Dạ. Em chốt cho chị Hương nè, chị Hương mặc vừa không? Chị Hương ơi, bộ này là tầm khoảng 58, 5, 60 kg ha, 60 kg mông tầm khoảng 100 dưới 100 giúp em. 75 size 2 em chốt cho chị Mai Phượng. 75 size 2 em đang mặc chốt cho chị Mai Phượng. Bộ rút là 115 ngàn chị Như Ý Trương. Bộ rút là 115 ngàn chị. Alo, giờ dịu nghe à. Em còn đựng bộ mã hoa, cổ vuông với bộ xanh dương là cổ nơ anh, lấy bộ nào ạ? Cổ vuông là mã hoa nha, màu áo màu đỏ đi với quần màu đen nha anh. Dạ rồi, ok. Rồi em chốt luôn nha cái chị.
Chị Như Ý Trương ơi, em lấy cho chị bộ màu rút này nha, bộ Solen 115 ngàn nha chị, em đang sale 115 ngàn á, Solen thiêu trực tiếp. Mã hoa em hết đó chị, em còn mã xanh dương, cổ nơ. Bộ em đang mặc là chốt cho chị Mai Phượng nè. Rồi tiếp nha các chị đẹp. Dạ không có nha chị Hoa Sim ơi. Chị gọi lại cho mấy bạn giùm em đi chị Phạm Thị Nhân ơi, em không có giữ đơn nên em không có chốt đơn nên em không có nhớ nha chị. Đơn hàng sau này tất cả đơn hàng là em gọi điện hết nha chị, khách mới khách cũ gì em cũng gọi điện hết nha. Gọi điện hết giúp em đi các chị cứ kêu em gửi xong rồi mấy chị cứ lên mấy chị hỏi em hoài hả, em không có nhớ đơn. Nha, đơn sau này tất cả khách mới khách cũ gì em cũng gọi điện hết cho các chị giùm em. Gọi điện được em mới đi đơn. Còn chị nào mà bận không nghe điện thoại được á thì cái đó là em xả đơn luôn nha, nếu mà không có nghe điện thoại được. Cổ nơ 55 kg vừa nha chị Nguyễn Thị ơi, 55 kg là mặc đẹp luôn đó chị. Nói với bạn kiểm tra đơn của chị Phạm Thị Nhân giùm chị có gửi chưa em. Qua nay chị lên chị hỏi chị 2-3 lần rồi đó. Đơn sau này tất cả khách mời hàng mới hay khách hàng cũ gì cũng vậy nha các chị thông cảm giúp em là em gửi em gọi điện em xác nhận đơn hết nha. Đây bộ màu xanh dương cổ nơ. Mông tầm khoảng 100 dưới 100 giúp em cái chị đẹp nha em mặc vừa. Các chị lưu lại số điện thoại chốt đơn của các bạn giùm em đi, có gì thì liên hệ với mấy bạn hỏi giúp em nha. Trên like là em không có trả lời cho đơn hàng của các chị được, em không có chốt đơn. Còn các chị thắc mắc đơn hàng, các chị vui lòng nhắn tin và kèm theo số điện thoại giùm em. Em nhắc mấy chị ngày nào em cũng nhắc cái vấn đề này 4-5 lần hết á mấy chị. Rồi chốt em màu xanh dương nha các chị ơi, màu xanh dương. Cứ nhắn tin vào trang hàng đẹp giá rẻ em ơi, kiểm tra giùm chị đơn hàng rồi kèm theo số điện thoại. Rồi em kiểm tra em chụp em gửi lên cho chị xem. Rồi chốt giúp em mẫu này nha các chị đẹp. Đây là màu xanh dương cổ nơ. Tầm khoảng 55 đến 60 kg trở lại, mông tầm khoảng 100 dưới 100 là cái chị đẹp nha em mặc đẹp. 75 ngàn. Bộ em mặc hết rồi chị, bộ em mặc em sale hết rồi. Rồi bộ này size số 3 các chị, bộ này em size cho các chị đẹp nha, em 80 ngàn, rất là đẹp luôn. Chốt em mã 80 hồng 3 ha, 80 hồng 3. 80 hồng 3 size 55 đến 60 kg tùy chiều cao các chị đẹp nha, em mặc vừa. Eo tầm khoảng 82, 83 là các chị đẹp nha, em mặc đẹp nha, lên giúp giùm em là 80 hồng 3. Chốt em mã 80 hồng 3, ở đó còn nữa hả? Mới xả hả? Rồi 80 hồng 3 giúp em cái chị, nơ xanh 75, ok em chốt cho chị Nguyễn Thủy. Nơ xanh 75 em chốt cho chị Nguyễn Thủy, rồi bộ em đang mặc đi cái chị đẹp nha em. Bộ em đang mặc rất là đẹp luôn nè. Ừ 75. Bộ em đang mặc còn một bộ. Bộ này cái chị mặc ở ngoài là nó bình thường rồi nha cái chị, tại em lên like cái chị thấy cái màu hồng nó nổi vậy đó, chứ ở ngoài cái màu với cái bông này nó bình thường à. Nha, nó rất là hợp luôn và nó rất là đẹp. Rồi 80 ngàn cái chị đẹp chốt giúp giùm em 80. 80 hồng 3. Rồi bộ này nãy em 85 đúng không cái chị? 85. 60 kg trở lại mặt dừa nè, lên giúp em mã này là mã lá. 85 lá giúp em mấy chị, 85 lá. Chốt giúp em 85 lá nha. Tầm khoảng 53 đến 60 kg là cái chị mặc đẹp. Chị nào 60 kg cao 1m57 trở lên giúp em. Giải này mặc rất là mát và rất là đẹp luôn bộ này. Bộ này mặc màu đen lắm á chị, mặc màu đen mà nó thoải mái lắm nha. Rồi chốt em mã này. 85 ngàn.
Giải nó là giải gì em không biết nữa mà mặc rất là mát và rất là nhẹ luôn. Rồi chốt giúp em. Cái này là hàng sale nha chị ơi, hàng xả. Có bộ nào em lên cho mấy chị bộ đó. Có mấy bộ xả. Rồi bộ màu. Cái này là bộ quần giả váy giúp em nha. Chốt em là quần giả váy đó chị. Bộ này em xe cho cái chị đẹp nhà em, hồi nãy em xe còn nhiêu ta? Quên mất tiêu rồi. Màu tím, bộ quần giả váy màu tím đậm giúp em xe số 5, 6, 7 đến 7, 2 kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Bộ này em xe cho cái chị hồi nãy còn nhiêu ta? 90 hả cái chị? 90 ha, 90 tím đậm 5 giúp em. Rất là đẹp. Quần giả váy size 67 kg đến 72 kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Em có một bộ quần giả váy 90 ngàn lên cho em 90 tím đậm. Chốt em 90 tím đậm cái chị. Đây em mới xả ra được mấy bộ cho cái chị nữa nè. Mấy bộ bà lai nữa nè cái chị. Bộ bà lai màu xanh lính em còn được một bộ size 4 với một bộ size 5 cho màu xanh lính. Hồng ba em chốt cho chị Lon Lê. Ok chị Lon Lê. Rồi chốt em màu này màu xanh lính nha. Màu xanh lính. Chị nào chưa chốt được cái bộ này thì cái chị đẹp nhà em chốt đi. Cái mẫu này em hết rồi. Em còn được 5 bộ nữa em hết rồi. Màu xanh lính em có size 4 với size 5. Size 4 là 63kg đến 67kg. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 85 lá em chốt cho chị Nguyễn Thủy luôn. Ok bộ đó chị 55kg chị mặc đẹp đó chị. Rồi chốt em bộ này nhưng cái chị màu xanh lính em còn được size 4 với size 5. Size 4 là 63-64kg đến 67-68kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Chị Quỳnh Thị Tuyết, chị Quỳnh Thị Tuyết từ chối nhận hàng bên em một lần rồi nên là em không có chốt lại nữa nha chị. Rồi chốt giúp em màu này là màu xanh lính nha. 115.000 bộ Solen này em sale cho cái chị. Không có tím cẩm chị Cẩm Vân ơi. Bộ nãy là tím đậm nha chị, tím đậm size số 5 giùm em. Rồi bộ màu hồng nè các chị, bộ màu hồng này em còn bộ size 5 luôn. Hồng này em còn một bộ size 5, sale 115.000 luôn, size số 5. 68 đến 73, 75kg luôn. Cái chị đẹp nha em mặc vừa. Chị nào cao tí xíu là 75kg mặc được đó. Còn không thì 73, 74kg trở lại. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu hồng ha, size số 5. 115.000 chất vải Solen, hàng thiêu trực tiếp bộ bà lai nha các chị đẹp. Rồi màu xanh ngọc là em còn được size số 2 nha. Cho chị bộ màu nâu chế xay đó luôn đi. Khoan, bỏ vô. Rồi bộ này cái chị đẹp lên giúp giùm em là màu xanh ngọc cái chị. Màu xanh ngọc. Chút xíu em lên dập ly màu cho cái chị nha. Chút xíu lên dập ly màu. Cái form dập ly màu chị nào tầm khoảng 53kg đến 58kg là mặc đẹp á. Tím đậm em chốt cho chị Cẩm Vân. Tím đậm 5 cho chị Cẩm Vân. 90.000. Rồi bộ này bộ xanh ngọc giúp em nha, 115.000. Rồi bộ này nâu trái xay giúp em luôn cái chị. Nâu trái xay size số 2 luôn. 57 58kg trở lại mặt vừa. Bà lai ha. Cái hoa này em thiêu trực tiếp nha cái chị, rất là đẹp, chỉ có 115.000 thôi. Bộ này còn có một bộ luôn thôi. Rồi, cái này em còn một bộ duy nhất luôn cái chị. Trời hôm bữa chị ấy chị chốt hết giờ rồi không ấy dành xong rồi giờ xả. Khổ ghê không? Chút đòn, lấy hết xe sáo. Rồi chốt giúp em bộ này nha cái chị đẹp nhà em. Chị Trần Hạnh ơi, nhân viên em nó đâu có lấy thêm cho chị được. Cái hàng đó chị kêu chị nhờ nhân viên em dòm thì chị phải tự chị lên chị chọn thêm. À, đơn của chị là dồn tới 24 tháng 12 dồn rất là lâu mà không có đặt thêm bên em gọi lại, chị không có bắt máy. Đó là mấy bạn nhà em xả đơn nha. Nghĩa là đơn hàng cái chị nhờ dồn đơn, mấy bạn dồn đơn thì cái chị phải tự lên livestream cái chị đặt chứ nhân viên em đâu biết bộ nào đâu lấy cho chị. Dạ đúng rồi, số bên em là số 4243 cuối á chị Phạm Văn Bảo. Chị lưu ý giúp em ha, đơn hàng mà mấy bạn nhà em dồn cho cái chị á là thường là cái chị phải tự lên cái chị chọn. Tụi em đâu có biết đâu mà lựa cho cái chị biết mấy chị thích mẫu nào mà lựa mấy chị. Rồi chốt giúp em màu vàng đồng nha cái chị ơi. Màu vàng đồng em còn một bộ size số 6 nè. Bộ này hôm bữa em sale còn 100.000 nè cái chị size số 6. Rất là đẹp luôn, hàng Solen thiêu trực tiếp. Size số 6 này là tầm khoảng 70
tầm khoảng 74 kg, 73 74 kg á, đến 80 dưới 80 kg. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa, em còn một bộ duy nhất. Bộ này hôm bữa chị ấy, chị khách em chỉ lấy hết mà chốt cho chị nào cuối cùng xả ra. Cái chị thấy không, là hàng sale là thường em nói vậy đó, cái chị nên chọn kỹ giúp em đi rồi cái chị hãy lấy, không thì để em bán cho khách để có một bộ, một bộ bán không được nó mới khổ. Thà mà cái chị có chừng 5-6 bộ trở lên vậy đó, chứ cái chị dễ bán, một bộ bán hoài bán không được. Mà lúc khách cần á thì lại là không có, là mấy chị lại dành, mấy chị chốt khổ vậy đó. Rồi em lên mẫu khác cho mấy chị nha. Nếu như mà chị không có xem được like thì chị có thể là dặn mấy bạn nhà em đi đơn cho chị nha. Còn cái này tụi em không có lựa, không có lựa cho các chị được, đâu có biết cái chị thích màu nào, mẫu nào hay là như thế nào đâu mà lấy giùm. Chắc chắn là mấy bạn nhà em sẽ không có hứa cái câu là ừ để em lấy giùm chị rồi đó. Mấy chị xem, chịu khó xem like mấy chị chọn giùm em, chứ bên em là không có lấy giùm nha các chị đẹp. Rồi bây giờ em sẽ là cái chị có muốn coi mẫu cách tân em mới về không? Mẫu cách tân em mới về em like cho cái chị đó, xong rồi em sẽ lên cái mẫu dập ly cho cái chị ha, dập ly màu. Em lên cách tân đi, cách tân đẹp nè mấy chị, cách tân mới về, về mặt tết các chị yêu ơi. Lô này về mặt tết là bao tôn dáng và bao đẹp luôn, bao xuất sắc. Để em coi coi bộ nào mặc lên. Màu này là màu đỏ này đi ha, chọn màu đỏ này đi mấy chị. Vàng 100 em chốt cho chị Lê Ngọc Phượng, size 6 nha chị Lê Ngọc Phượng ơi. Size 6 là tầm khoảng 73-74 kg á chị, đến 80 kg, dưới 80 kg tùy chiều cao đó, mặc vừa. Bộ đó em còn có một bộ mà, tại bữa đó chị khách nhà em là chị lấy về chị bán, là chị lấy bán được size lớn đó, chị lấy hết rồi. Thấy mấy bộ cổ dúng nó ra cho chị luôn đi. Rồi hàng này hàng cách tân nha các chị ơi, cái này là vải mới và bông mới luôn, vải rất là xịn nha các chị. Ok chị Lê Ngọc Phượng. Màu này ở ngoài nó là màu đỏ nha các chị, chứ không phải là màu cam nha, lên hình nó hơi cam tí xíu á các chị. Tại vì cái màu đỏ lên nó chói với cái màu vàng á, cái chị nhìn thấy nó ra giống như màu cam vậy đó, nó là màu đỏ tươi đó cái chị đẹp. Bộ tay cánh tiên hả? Tay cánh tiên em còn chị, tay cánh tiên em còn, mà còn được có một màu hai màu gì hả? Cánh tiên cùng màu. Rồi lên giúp em bộ này nha, lên em mã đỏ, bộ này là 155.000, chất vải co giãn 4 chiều giúp em nha. Vải này là siêu đẹp và họa tiết này là họa tiết mới luôn nha các chị. Họa tiết mới của năm nay luôn đó. Về mặt tết thì chị, bộ cách tân giúp em nha. Quần thì có hai túi hai bên co giãn thoải mái. 155.000. Bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là mã đỏ tươi. Chốt em mã đỏ tươi nha các chị, đỏ tươi. Rồi, màu này cái chị lên giúp giùm em là xanh rêu. Màu này lên giúp em màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Em chỉ có một lô cách tân này thôi các chị. Đó, lần này em về vải mới gán cố gắng lên cho các chị một lô cách tân để về các chị mặc tết nè. Thoải mái. Rồi chốt em màu này nha các chị, chốt em màu này là màu tím. Rồi mã này lên giúp em là mã đẹp. Mã đẹp giúp em nha, mã đẹp. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh bơ. Bộ đang bận coi chị còn 4 không bác, màu đỏ này. Bộ này form ôm nha các chị yêu của em nha. Size số 4 là 65 kg, eo 75-77 bằng với bà ba bông á. Eo 75-77 cái chị đẹp nha em mặc vừa. Rồi chốt em màu này là màu xanh bơ các chị. Bông mới, họa tiết mới luôn các chị. Vải rất là đẹp. Màu đỏ đó còn xem mấy. Bộ em đang bận mã đỏ tươi hết, size số 4 rồi. Chị Nguyễn Diễn ơi, chị Nguyễn Diễn cho em cân nặng chiều cao đi. 1, 2, 3, 5, 6 chị lấy size 5 được không? Tại vì hàng cách tân này size 4 với size 5 nó xê xích nhau cũng không có nhiều. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Màu này là màu hồng đất giúp em rất là đẹp các chị. Chị đẹp nhà em modelo này em về được có tầm khoảng 200 bộ à. Xanh na uy coi chị còn xe 1 không bác. Đây còn nè, coi nó còn không. Còn chị ơi, xanh na uy em còn xe số 1 á chị Nhi Ngọc.
Size 2 mã đẹp, ok em chốt cho chị Thanh Hải Nguyễn. Mã đẹp em còn size số 2 không à? Em coi bộ kia size 2 luôn đúng không? Xanh nâu em còn size số 1 quá chị Nhi Ngọc. Chị coi số 2 màu nâu bà lai, màu nâu chế xay, thấy là màu nâu chế xay đó lại cho chị mượn đi. Mã đẹp size số 4 hết luôn chị Nguyễn Diễn ơi, mã đẹp em còn size số 2 không à? Đây màu nâu chế xay nha chị. Chị như ý chưa? Lấy đi chị, bộ màu nâu chế xay này đẹp lắm á. Bữa chị đẹp nhà em, bữa chị nào kiếm mà em báo hết rồi nè. Nó trong hàng mẫu còn được một bộ nâu chế xay. Nâu chế xay ha. Rồi màu này lên giúp em là màu đỏ đô cái chị. Màu đỏ đô. Mét 50 67 ký mặt size số 5 giúp em chị Thùy Dương. Rồi chốt giúp giùm em màu đỏ đô nha, màu đỏ đô. Ok chị Như Ý Trương. Bộ xanh bộ nâu chế xay. Rồi cái này là xanh coban, xanh coban này em cũng còn được có mấy bộ à. Bá size giùm chị bộ này đi. 155.000 một bộ chị nhà Nguyễn ơi. Xanh coban các chị. Ok chị Nhi Ngọc, chốt cho chị Nhi Ngọc một bộ màu xanh Na Uy size số 1. Rồi màu xanh coban này em còn 1236. 1236 màu này cũng rất là đẹp luôn nè các chị. Rồi màu này các chị đẹp chốt giúp em là màu xanh Na Uy nè. Màu xanh Na Uy rất là đẹp luôn các chị yêu ơi, màu xanh Na Uy. Em có 10 họa tiết cho các chị nha, 10 bông. Rồi màu này màu vàng các chị. Màu vàng rất đẹp luôn, màu vàng. Chị Nhi Ngọc là xanh Na Uy size số 1. Chị Nhi Ngọc hả? Số điện thoại của chị Nhi Ngọc là 0878747679 đúng không? Đúng không chị Nhi Ngọc ơi, số điện thoại của chị là 0878747679 đúng không chị? Tại vì bạn không có thấy nổi cái số nào lên chưa, không có mạng gì hết trơn á nên không biết số đúng không. Chị coi lại giúp em số điện thoại nha. Xanh coban không có size số 4, chị Nguyễn Diễn em mới báo sai cho mình đó. Em còn được 1 2 3 6 4 5 em hết nha. Rồi chốt em màu này nha các chị đẹp nha em. Màu này lên giúp giùm em là màu vàng, rất là đẹp luôn. Em đang mặc là màu đỏ tươi. Chốt em màu này là màu vàng đậm. Xanh riêu 63 kg, xanh riêu còn 4 thôi bé. Như bộ kia, bộ kia sát trong tường kìa. Hình như hết luôn hả? Riêu còn 1, 2, 3 không à? Đúng không? Riêu em còn 1, 2, 3 không à chị? Riêu em còn 1, 2, 3 không à? Ừ, cái đó bơ. Rồi chốt giúp em màu này nha, màu này là màu vàng cái chị. Vàng này là vàng đậm giúp em nha, vàng nó hơi đậm tí xíu đó. Rồi chốt em màu vàng. Hết riêu 4 luôn rồi chị Long Lê ơi. Xe 4 hình như là em hết hơi bị nhiều á. Cái mỏ bông này là hết rồi. Màu đỏ đô giúp em. Màu đỏ đô cái chị đẹp. Màu đỏ tươi xe số 1 em chốt cho chị Nhà Nguyễn. 155.000 một bộ nha cái chị đẹp. Này là vải mới, bông mới luôn đó các chị, rất là đẹp luôn. Đỏ tươi size số 3 em chốt cho chị Lê Ngọc Phượng. Đỏ đô cũng đẹp nữa nè các chị. Em đang mặc là đỏ đô nha, đỏ đô. Họa tiết rất là đẹp luôn. Chốt vải coi dạng 4 chiều ha, rất là nhẹ và rất là mát. Cái chị mặc rất là dễ chịu. Bộ này em may tay gấp lăng nha các chị đẹp. Tay gấp lăng. Vâng, rất là ok luôn. Lên giúp em màu đỏ đô. Màu đỏ đô cũng đẹp nữa các chị yêu ơi. Đỏ tươi các chị không có, các chị lấy đỏ đô đi. Đỏ đô rất là đẹp. Ship 20.000 trên một đơn chị. Mua một bộ cũng 20.000 mà 10 bộ cũng 20.000. Bên em không có miễn ship nha. Đơn quần áo là 20. Đơn đồ ăn là 30.
Form này ôm đó chị Long Lê, lên size 4 đi chị. Form này ôm lắm. Form này nó bằng với form ôm như bà ba bông vậy đó. Size số 4 là eo tầm khoảng 85 đến 86, 87 trở lại à. Vàng có 4 không em? Vàng có 4 á chị, vàng hình như em còn á. Dạ em cảm ơn chị Trần Quỳnh Giao rất là nhiều. Cho chị một bộ đỏ số 3, chị Phượng Thúy ơi. Vàng em có 4 nha chị Nguyễn Diễn ơi. Chị Nguyễn Diễn chốt thì lên giúp em là cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại luôn đi chị. Em canh size cho mình, canh cho chính xác nha. Bộ đỏ chị lấy đỏ tươi hay là đỏ đô chị Phượng Thúy ơi? Chị lấy đỏ tươi hay đỏ đô? Em đang mặc là đỏ đô đó. Rồi màu xanh na uy nè các chị. Xanh na uy cũng rất là đẹp luôn. Chốt em xanh na uy nha cái chị đẹp nhà em xanh na uy. Có lời mặc ngột. Đỏ đô size số 3 cho chị Phượng Thúy. Nó là vải thun nha chị. Thun co giãn 4 chiều chất vải rất là đẹp luôn. Vải với vải là em bao hàng cho cái chị đó, cái chị cứ giặt mấy giặt thoải mái. 3 năm 5 năm là bình thường. Bộ đồ vẫn còn mới, 155.000 bộ. Vải này nó đẹp, nó đẹp như là cái vải thun Hàn Quốc hôm trước em về cho mấy chị vậy đó. Nó dày dặn hơn. Đẹp lắm. Cô ba anh em hết 4 chị Long Lê. 155.000 một bộ cái chị đẹp nhà em nha. Rồi chốt em màu này màu xanh na uy cái chị. Màu xanh na uy giúp em. Rất là đẹp luôn cái chị yêu ơi. Xanh na uy kèm size giúp em à. Màu này em đang mặc là màu xanh na uy. Xanh na uy nãy em báo chị còn size mấy quên. 1236 đúng không? Xanh na uy em còn 1236 cái chị. Phải không? Vàng 4 em chốt cho chị Nguyễn Nhiễn. Còn còn 4 luôn hả? Xanh na uy em còn 1 2 3 4 6, em hết 5 cái chị. Xanh na uy em còn 1 2 3 4 6. Vàng 4. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đất cái chị, màu hồng đất. Chốt em màu hồng đất cái chị đẹp nhà em nha. Màu hồng đất rất là đẹp luôn. Bông đẹp lắm mấy chị. 10 bông này là em lựa cho cái chị đó. Xanh na uy 60 kg. Size 3 em chốt cho chị Tuấn Nguyễn. Chị Tuấn Nguyễn ơi chị lên giúp em cái chiều cao nha chị. Size số 3 là eo tầm khoảng 80-82 trở lại là mình mặc vừa nha. Đỏ 53 kg. Chị lấy đỏ đô hay đỏ tươi chị Nguyễn Hằng ơi. Chị lên giúp em cái chiều cao và kèm theo số điện thoại giúp giùm em luôn nha chị. Đỏ em có hai màu nha. Em có màu đỏ đô với màu đỏ tươi. Chị lấy đỏ nào thì lên giúp em ạ. À. Đỏ này là đỏ đô nè chị. Cái hoa này là đỏ đô, còn cái họa tiết này là nó là đỏ tươi. Mặc size số 2 nha chị Ngân Quỳnh. Chị mặc size số 2 là vừa đẹp nha. Rồi chốt em mẫu này nha cái chị đẹp. Cái này là đỏ đô, còn cái này là đỏ tươi nè. Em đang mặc là màu hồng đất. Màu hồng đất 155.000 thôi cái chị, rất là đẹp. 155.000. Hồng đất size số 3 em chốt cho chị Phượng Thúy. Ok chị Tuấn Nguyễn mặc size số 2 là vừa. Chị đẹp nha. Ủa quên size số 3 em xin lỗi. Xanh na uy size số 3 em chốt cho chị Tuấn Nguyễn. Chị Tuấn Nguyễn là size số 3. Rồi chốt em bộ này cái chị đẹp. Chất vải nó co giãn và nó rất là dễ chịu nha cái chị đẹp. Bộ này cái chị mặc rất là đẹp luôn á, tôn dáng và mặc đi đâu cũng được hết á chị. Chị Trần Thị Vĩnh ơi, mấy bạn nhà em gọi điện cho chị chưa chị? Đơn là mấy bạn nhà em gọi hết rồi đó. Đỏ đô cao 1m52 hả chị Nguyễn Hằng, cao 1m52. Chị Nguyễn Hằng ơi, chị Nguyễn Hằng cho em xin thêm một cái thông tin nữa là chị gọn người không chị? Gọn người không? Eo tầm khoảng 75 đến 77 thì mặc size 2 giúp em, còn không thì lên size 3. Chị đẹp nha, tại chị đang ở giữa giữa size 2 với size 3, form này hơi ôm á hả? Cái gì?
Gì hồng nước ba hết, coi kỹ coi. Kiếm kỹ lại một lần nữa đi. Hết hả? Rồi hồng đất size 3 em hết chị Phượng Thúy. Hồng đất 3 hết chị yêu ơi. Chị yêu chọn qua cái màu khác giúp em nha. Em đang mặc màu này là màu xanh bơ cái chị, màu xanh bơ. Hồng đất 3 em hết chị Kim Phượng. Hồng đất 3 em hết, số 1 đỏ đơm chốt cho chị Nguyễn Hải Tha, chị Thanh Hải Nguyễn nè. Chị Nguyễn Hằng ơi, chị Nguyễn Hằng cho em xin thêm thông tin nữa nha. Cho em giúp giùm em là cái vòng eo của chị, hoặc là chị gọn người không? Gọn người thì em lấy size 2, còn nếu mà chị hơi tròn người có bụng tí xíu thì em lên size 3 cho. Tại vì form này size 2 với size 3 nó cũng không có xê xích nhau nhiều trơn á. Ví dụ như các chị mặc size 3 mà hết thì các chị có thể lên size 4, nó cũng không có rộng hơn bao nhiêu nha các chị đẹp. Tại vì cái này form này em ôm. Rồi ok, vậy chị Nguyễn Hằng em lấy chị size 2 nha. Chị Nguyễn Hằng là một bộ đỏ đô size số 2 em. Hồng đất 3 em hết chị Kim Phượng ơi. Màu hồng em cảm ơn chị Công Lam rất là nhiều. Số 2 xanh bơ em chốt cho chị Thanh Hải Nguyễn. Số 2 xanh bơ em chốt cho chị Thanh Hải Nguyễn. Rồi màu xanh bơ cái chị, màu xanh bơ. Đó đâu size số. Chị Nguyễn Hằng là size số 2. Dạ em cảm ơn chị Thanh Thúy rất là nhiều. Rồi cái này em còn duy nhất size số 2 thôi các chị, mã đẹp. Có bộ đầu lam đi chùa. Em mới vô bộ 75kg. Chị Quyên Dâm ơi, hiện tại là hàng đồ để đi chùa là em còn chị 75kg, chị cao bao nhiêu chị? Em còn mẫu Solen, em đang sale 115.000 đó. Size số 5 là em còn được hai màu. Màu xanh rêu với lại là màu xanh lính chứ, màu xanh lính với màu hồng. Chị Hồ Mai một bộ màu xanh bơ size số 2. Rồi màu này các chị lên giúp em mã đẹp đi các chị, mã đẹp em còn duy nhất size số 2 nha, được hai bộ. Hồng đất size số 2 em chốt cho chị Liên Danh. Rồi mã đẹp. Mã đẹp ở đó còn bộ size 2 đúng không bông? Em còn được hai bộ size số 2 cho mã đẹp cái chị. Mã đẹp em còn được hai bộ size số 2 cái chị đẹp chốt em mã đẹp ha. Mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha cái chị, mã đẹp. 155.000 cái chị. Mét 67, 75kg hả? Mét 67 hả chị? Mét 67 là em sợ chị mặc nó hơi bị ngắn cái chiều dài nha chị ơi, được không ạ? Chị mặc size số 5 là vừa đó, nhưng mà em sợ bị ngắn cái chiều dài. Nó không có dài như em mặc, mà cái chị mặc nó sẽ ngắn hơn xíu. Rồi chốt giúp giùm em là mã đẹp nha các chị. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Xanh rêu em còn 1, 2, 3. 6 nữa hả? 1, 2, 3 không hả chứ đâu có 6. Xanh rêu này em còn size 1, size 2, size 3 hả các chị? Rồi xanh rêu em còn được size 1, size 2, size 3. Đây chị đẹp nào nãy hỏi em mới là hỏi có màu xanh không nè. Rất là đẹp luôn. 155.000. Rồi lên giúp giùm em là màu này màu xanh rêu các chị. Màu xanh rêu kèm size giúp em ha, màu xanh rêu. Đẹp lắm. Chốt em màu xanh rêu. Họa tiết rất là đẹp luôn các chị. Màu xanh rêu. Rồi màu này lên giúp em màu xanh coban. Xanh coban là em còn 1, 2 1, 2 mấy bé? Quên. Ở sau lưng em còn bộn rồi. Sau lưng em còn bộ kìa xe máy. Một, hai, ba, sáu cho màu xanh coban. Màu hồng của em là màu hồng em. Là sao chị Phượng Thúy em không hiểu.
Chị Phượng Thí sao em chưa hiểu, có nghĩa là màu hồng đất size 3 của chị là hồi nãy không có. Một mét sáu bảy mặc bộ này không có bị ngắn chị, cái bộ kia nó mới bị ngắn nha, bộ này mặc bình thường. Rồi chốt giúp em mã này nhé, chị lên giúp em màu xanh cobalt nhé chị, màu xanh cobalt. Chốt em màu xanh cobalt nha, xanh cobalt kèm size giúp em. Em còn 1 2 3 6. 1 2 3 6 lên giúp em xanh cobalt. Xanh cobalt size số 3 em chốt cho chị Lê Ngọc Phượng. Rồi chốt em màu này màu tím. Rồi em có 10 họa tiết cho cái chị nha, màu tím đó chị, tím. Dạ, ok chị Lân Lê. Xanh Cuban em hết size 4, chị xí cơm tắm ơi. Eo 80 82 là mặc size số 3 vừa đó, chị xí cơm tắm thường mặc bên em là size 2 hay là ở quên size 3 hay size 4 ạ? À? Mẫu này form ôm nha chị nên là eo tầm khoảng 80 82 trở lại thì mặc size số 3 giùm em. Còn nếu mà chị chốt size 4 á, thì xanh Cuban em hết 4 rồi. Cứ chị Nguyễn Diễn xả ra đi em. Đồ ở bên em mà đồ cái mẫu đồ này mà chị mặc chị còn chê ngắn nữa thì chị không có mua đồ trên mạng được đâu chị Nguyễn Diễn, cái đó em nói thiệt nha. Chị mua đồ trên mạng là chỉ có chị mua đầm hay này kia đâu, mà mấy cái hàng cao cấp á thì chị mặc được. Còn cái form đồ này là em bán cho cái chị á, cái form nào mà em nói vừa là em nói vừa. Form nào cái chị mặc được thì em nói mặc được. Thật ra em nói thật luôn, form đồ nhà em á, bạn mẫu nhà em 1m7, bạn mặc vô em thấy nó bình thường à. Nhưng mà có một số chị mua về nói mặt bị ngắn là lý do cái chị không có thích cái bộ đồ đó nên là cái chị chê thôi. Cái form đồ nhà em ra em biết mà. Với lại là quần thun á, cái chị mặc ôm á, nó theo cái chân của mình nè, cái chị mặc tới đâu nó giãn ra tới đó nha. Còn nếu mà mua form đồ này nhà em là chị mặc không được nữa thì mai mốt là đồ nhà em là chị không có chốt được cái form nào nữa hết trơn á. Nên là cái chị đẹp, nên là cái chị đẹp nhà em, ví dụ chị Nguyễn Nhuyễn á, mai mốt mà có mua đồ bên em á thì nhớ nhắc em là chị cao 1m67 nha. Nãy giờ em xin cân nặng với xin chiều cao của chị không có cho, chứ chị cho là em đã tư vấn cho chị rồi. Rồi em đang mặc là màu tím với chị, tím một bộ 58, chị xí cơm tắm ơi cho em xin cái vòng eo hoặc là cái form thường chị mặc bên em là size 3 hay size 4, form này là form ôm đó. Cho em xin vòng eo đi chị, eo 80 82 trở lại là mặc size số 3. Trên 82 thì lên size 4 giúp giùm em để em biết em chốt đơn cho nè. Bộ đang mặc nó là vải thun, nó là, em cái này là tơ hoa Hàn Quốc hay là tơ hoa lạnh gì đó chị Lê Thị Chính, giải mới giờ đó. Dạ em không nhớ nha chị Phượng Thúy ơi, chị Phượng Thúy đặt hàng nhớ giúp em. Mấy bạn nhà em khi mà chốt đơn cho cái chị là mấy bạn nhà em có đọc lại mã đồ, đọc lại size cho cái chị rồi đó, nên là cái chị đẹp nhớ giùm em ha, còn cái chị chốt là em không nhớ. Ok vậy là chị xí cơm tắm size số 3 ha, mã tím một bộ size số 3. Eo 80 82 trở lại là mặc size 3 vừa nha chị, nhớ giúp em là form này là form ôm nha. Rồi xanh cuban size 3 em chốt cho chị là chị xí cơm tắm được 2 bộ. Tím 3 còn được mấy bộ bé? Còn bộ nào mà tím nữa không? Tím ba còn có một bộ hả? Rồi tím ba em hết chị cà rốt ơi. Tím ba em hết rồi. Tím bốn còn không em? Tím bốn em chốt cho chị Phương xì tin. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Hạnh rất là nhiều. Xanh cô ban xe ba em hết chị xí cơm tắm ơi, vậy là em chốt cho chị được bộ màu màu gì của chị đó, màu tím ba nha chị xí cơm tắm hả? Tôm khô hả? Tôm khô hết hả?
Em kiểm giùm chị coi còn nhiêu. Để chị lấy có lô tôm khô mới nha, bé nó mới nhắn cho chị rồi. Ừ. Tím 6 em chốt cho chị Lan Hoa. Size 2 hình như là còn đủ luôn á chị Giọt Tắng. Size 2 là em còn đủ luôn á. 155.000 một bộ nha chị Thùy Trinh ơi. Ok, của chị Nguyễn Diễn là em xả nha chị. Của chị Nguyễn Diễn nãy bộ gì để em xả ra đi. Bộ màu vàng. Bộ màu vàng á. Chị nếu mà không chắc ăn thôi thôi mình bỏ qua chị đẹp hơn. Tại vì mấy chị 1m6 mấy thì mấy chị không có thích mặt ngắn thì cái chị đẹp có thể là đi mai giúp em thôi. Các chị có thể đi mai thấy ha. Dạ em cảm ơn chị Trần Ngọc Lợi rất là nhiều. Cái nào mà em thấy cái chị mặc được thì em mới bán, còn không được là em tư vấn rồi các chị. Chứ em không có ép khách hàng lấy hàng đâu, chị yên tâm. Nhưng mà cái form đồ này á, là chị mặc được em mới chốt, còn những cái form đồ khác thì em sẽ tư vấn giống như cái mẫu hồi nãy em bán đó, là em tư vấn cho chị gì đó, chị cũng mấy 67 đó, là chị mặc sẽ hơi ngắn hơn, còn bộ này form này mình mặc bình thường. Ok, chị kêu lấy cho chị kìa, bỏ bill vô lại đi. Chị Xí cơm tấm ơi, màu xanh cuban là em hết size 3 cho chị nha. Rồi em lên lại họa tiết cho cái chị nha, cái chị đẹp. Em lên lại họa tiết nha, em có 10 họa tiết. Màu em đang mặc cái chị lên giúp em là màu tím đó chị, màu tím. Họa tiết này là họa tiết mới đó chị. Tết em lựa cho cái chị mấy cái họa tiết tươi tươi sáng sáng màu về mình mặc Tết. Hàng cách tân form này mặc rất là tôn dáng và rất là gọn luôn. Em may cái form tay áo là tay gấp lăn giống như là tay áo dài cho mấy chị vậy đó, nên là cái chị mặc nó sẽ rất là gọn ha. Màu này lên giúp em màu vàng cái chị, màu vàng. Rồi màu xanh na uy giúp em, màu xanh na uy rất là đẹp luôn nè. Xanh na uy cái chị. Xanh na uy. Rồi màu xanh bơ giúp em mấy chị, màu xanh bơ. Màu này chốt em màu đỏ đô. Vải này nó rất là nhẹ, co giãn 4 chiều cho cái chị đẹp nhà em luôn ha, mặc rất là đẹp. Vải thun Hàn Quốc hôm bữa là cái chị đẹp nhà em mặc nó đã đẹp rồi đúng không? Cái vải này là nó hơn cái thằng đó nữa, nó đẹp hơn cái thằng đó tí xíu nữa, mà bông mới cơ mà. Rồi chốt em mã này nha, lên giúp giùm em là màu đỏ đô. Mẫu đó mẫu của chị. Bộ đó là bộ 6 mảnh rồi vậy. Ừ. 6 mảnh hay là quần giỏ váy vậy, em bung ra thử hay mẫu gì? Em đang mặc là số 1 nha chị. Số 1 50 kg, eo 70 72 trở lại mặc vừa. 6 mảnh. Rồi chốt em bộ này nha cái chị đẹp nhà em ơi. Bộ này lên giúp giùm em là mã này là mã hồng đất, màu hồng đất. Rồi, mã đẹp em còn duy nhất size số 2 à. Đừng còn được hai bộ. Chốt em mã đẹp nha. Đa số size 2 là em còn đủ bông cho cái chị đó, đủ 10 bông. Rồi chốt em màu này cái chị, màu xanh rêu. Màu xanh rêu. Màu này chốt giúp giùm em là màu đỏ, đỏ tươi nha cái chị, đỏ tươi. Em có đỏ tươi với đỏ đô. Rồi màu này màu xanh cuban. Rồi, 10 họa tiết cho cái chị đẹp nha em, rồi em hết nha. Em qua mẫu khác. Em lên cho cái chị một mẫu 6 mảnh nữa ha. Mẫu 6 mảnh. 6 mảnh là thun AT 125.000 bộ. À, bông ơi, bông ơi. 6 mảnh em có thun AT 125.000 một bộ. Cái chị em chào chị Nga Hồ. Dạ 78 kg em không có rồi. Em chốt cho chị bộ màu vàng 4 rồi đó chị Nguyễn Diễn. Nhưng mà chị 1m67 là chị bao nhiêu ký? Nãy giờ em chưa có, chị có chưa có lên số ký giùm em. 155.000 một bộ. Hàng cách tân này nha chị Đặng Ngọc Linh ơi. Rồi em lên mẫu 6 mảnh cho cái chị nè. 6 mảnh là form nó cũng giống như form này luôn nha. Thun AT 125.000 một bộ. Mã đẹp và xanh na uy size số 2. Ok em chốt cho chị giọt đắng nè. Đỏ đô size số 3 mình còn bộ nào không bác? Còn không? Còn chị chốt cho khách.
Chị Nguyễn Diễn ơi, chị mét 67, chị bao nhiêu ký vậy chị? Rồi, đỏ đô ba em chốt cho chị Cao Thị Thùy Trinh. 6 mảnh này là cái chị mặc. Cái size nó cũng giống như là bộ cách tân vậy đó các chị. Size 1 cũng 50 kg, eo tầm khoảng 70 72 trở lại giúp em ha. Cái form này á, là cái chị mặc nó sẽ che được cái phần bụng này, chị nào có bụng ở dưới này nè là cái chị sẽ mặc là rất là gọn, và nhìn cái eo của mình nó nhỏ mà cái mông của mình nó lại tròn ra. Đúng rồi chị Nga Hồ, lâu lắm rồi mới gặp chị đẹp á. Rồi bộ này cái chị đẹp chốt giúp giùm em nha, mã này cái chị lên giúp giùm em là mã bông bông trắng đi cái chị đẹp, bông trắng nha. Bông trắng giúp em. 65 kg. 65 kg, cao mét 67 hả chị? 65 kg, cao mét 67. Dòng eo tầm khoảng 83 đến 87 là mình mặc size số 4 giùm em ha. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này. Lên giúp giùm em mã này, mã bông trắng các chị, rất là đẹp. Bộ này là 125.000. Bộ này thì em hình như em không có size lớn. Mẫu này em có 123 không cho các chị à. 1234 mà tới size 4 thôi. Bông trắng giúp em, bông trắng ở trên đó còn nữa kìa, lẻ lẻ mấy bộ nữa kìa. Rồi, mẫu này cái chị lên giúp giùm em là bông cam. Chị Phượng Thúy ơi, nếu như mà đơn hàng của chị đã được gọi chốt đơn rồi hồi sáng thì chị vui lòng gọi lại cho mấy bạn giùm em đi chị. Gọi lại liền cho mấy bạn giùm em đi để mấy bạn nhà em đổi cho mình nha. Tại vì đơn hàng em là ở trên livestream em không có đổi cái đơn hàng cho chị được nếu như mà đã chốt rồi hồi sáng. Rồi gọi điện lại liền cho mấy bạn giùm em để mấy bạn giữ cái đơn của chị lại. Chị Trương Ngọc Thanh inbox là ở chị Trương Ngọc Tiền inbox cái gì chị đẹp ơi, chị muốn đặt hàng đặt trực tiếp trên đây giùm em nha. Bông trắng size số 2 cho chị Hà Thu còn không bé. Bông trắng 2 em đang mặc cho chị Hà Thu. 57 kg mặc size 3 nha chị Trần Diệu ơi. Rồi chốt em mã này nha các chị, lên giúp em mã này là bông cam các chị, bông cam. Eo 75 77 trở lại thì mặc size số 2 bình thường nha chị. 125.000. Rồi chốt em mã này là bông xanh nha các chị, bông xanh. Bé Như gọi lại cho chị Phượng Thúy giùm chị Bé Như ơi. Bé Như. Gọi lại cho chị Phượng Thúy giùm chị. Chốt em mã bông riêu cái chị đẹp nhà em. Chốt em mã bông riêu nha, bông riêu. Rồi bông đỏ. Bông đỏ cái chị, cho chị bông nâu, bông vàng, bông tím không bé. Bông xanh ba còn không bé? Bông xanh em hết size 3 rồi chị Trần Diệu ơi, em còn size 2 không à. Size 2 là eo 75 77 trở lại mặt dừa đó chị. Chốt em mã bông đỏ nha cái chị đẹp, bông đỏ. Rồi bông nâu, bông riêu chị có rồi, bông hồng, bông tím. Chốt em mã này nha cái chị đẹp ơi, bông nâu, rất là đẹp luôn, bông nâu. Bông tím em còn được một bộ. Mét 55 58 kg bông xanh, em bông xanh em hết size 3 rồi chị Trần Bích Liên. Bông trắng size số 2 cho chị Thảo Lê. Chị Thảo Lê mặc size số 2 nha chị, mét 55 53 kg size 2, bông riêu size số 2 cho chị Trương Hoa. Rồi bông tím em còn được một bộ cái chị, một bộ size số 4. Bông tím em còn được một bộ size số 4, 65 kg trở lại, eo 87 trở lại cái chị đẹp nha em mặc dừa. Chị nào 65 kg. 60 65 kg eo tầm khoảng 85 86 87 trở lại cái chị đẹp nha em mặc dừa. Rồi bông hồng cái chị đẹp nhà em ơi, bông hồng. Bông hồng còn hai bộ xe máy vậy đó. Bộ đó xe máy vậy. Bông hồng em còn đựng bộ 2 với bộ 3 cái chị. Bông tím đó là size 4 chị Trần Bích Liên ơi, em còn một bộ size 4. Chị muốn lên chốt size 4 thì lên giúp em tím 4 nha. Rồi bông hồng em còn đựng bộ size 2 với bộ size 3 cái chị. Chốt em mã bông hồng. Em đang mặc là bông trắng nha, rất là đẹp luôn. Bông trắng. Bông trắng em còn được bộ em đang mặc là size 2 với size 4. Chị Bích Liên ơi, lên giúp giùm em là tím 4 thì chị, rồi em bấm bill em chốt cho. Bông hồng size số 3 em chốt cho chị Trần Diệu. Đơn hôm qua là em gọi hết rồi nha chị Linh Nguyễn ơi, không có đơn nào mà không gọi hết nha chị.
bông hôm qua, đơn hôm qua là với đơn hồi tối là mấy bạn nhà em gọi hết rồi đó. Đơn gọi hết rồi chị. Chị xem giúp em coi mình có được đặt được đơn hàng không nha chị đẹp. Số điện thoại của chị là 0906 600538. Coi giúp em coi mình có đặt được đơn hàng không. Và có cuộc gọi nhỏ không ha. Rồi tiếng 4 em chốt cho chị Trần Bích Liên nè. Bông hồng size số 2 em chốt cho chị Trương Hoa là em hết nè. Chị Vui Kim ơi em hết tím 4 cho chị đẹp rồi. Em còn được bông xanh. Bông xanh em còn được size 2 với size 4 đó chị. 1, 2, 4 rồi nha. Rồi lên giúp em mã này là mã bông nâu nha các chị. Bông nâu em còn từ size 2 trở lên 125.000 một bộ nha chị Trần Diệu. 6 mảnh là 125. Cách tân là 155. Bộ bông nâu này các chị mặc trắng da lắm nè. Bộ bông nâu này lên rất là đẹp. Bông nâu này em còn từ size 2 trở lên đó chị. Bông nâu này còn hai mấy vậy bác? Kiểm size nè chị. Còn size 2 không hả? Ủa bông nâu nãy chị nhớ còn được mấy bộ mà hết hả? Rồi bông nâu em còn duy nhất size số 2 à các chị. Bông trắng size 2 em chốt cho chị Liên Danh. Bông nâu em còn được hai bộ size số 2. Các chị đẹp chốt em ha mã bông nâu. Ủa cái bill bông hồng chị bấm chưa vậy? À, rồi, okay. Rồi bông đỏ giúp em đi các chị. Bông nâu 63kg em hết chị Vui Kim ơi. Em còn bộ này size số 4 cho chị nè. Chị có lấy không? Bông xanh. Chị chịu cái bông này không? Bông xanh này em còn 4 nè, còn 2 với 4. Bông xanh này em còn được 1, 2, 4, 6, 3kg chị mặc size 4 giúp em. Bông xanh em còn được 1, 2, 4. Cách tân em còn 10 bông, size số 2 đủ hết luôn nha chị, 10 bông. Em không nhớ nha chị Linh Nguyễn ơi. Rồi chị Vui Kim ơi, chị Vui Kim lên giúp em là bông xanh 4 đi chị, bông xanh 4 đi. Ừ. Chị Liên Danh, hết bộ hết 2 hả? Rồi chị Liên Danh ơi, bông trắng em hết size 2 rồi chị đẹp. Bông trắng em còn được 1 với 4 à. Bông xanh size số 4 cho chị Vui Kim. Bông xanh 4 em chốt cho chị Vui Kim. Bông xanh là bộ chị mặc nè. Ủa? Sao nãy báo chị còn size 4? Rồi bị lộn rồi chết đẹp ơi. Size 2 không à. Trời không có size 4. Em còn 1 với 2 không à. Rồi sorry chị luôn. Chị Vui Kim. Còn bộ nào size 4 thảy ra cho chị ơi. Coi coi. Chị đẹp ơi, size 4 giờ em còn được bộ bông trắng nè, để em dơ lên cho chị coi bông xanh còn 1 với 2 không à. Trời ơi khổ ghê, em nhìn lộn. Em nhìn lộn. Để 4 em dơ lên cho chị chọn nha, sorry chị. Bông trắng em còn size số 4, bông riêu em còn được 4. Đây đây đưa bông đỏ chị. Bông đỏ em còn được size 4. Rồi bông cam em còn được size 4 nè. Rồi bây giờ là ưu tiên cho chị Vui Kim chọn cái giúp em ha. Rồi xong rồi em chốt. 65kg cao bao nhiêu chị ơi? 65kg cao 1m56, 57 trở lên, eo tầm khoảng 87 trở lại thì mặc size 4 giùm em là vừa. Đơn hàng em có đọc tên của các chị á, là có đơn thì mấy bạn nhà em đã gọi hết rồi đó, chị xem giùm em coi từ sáng giờ có cuộc gọi nhỏ bên máy chị hay không nha. Số bên em là số 4243 cuối. Ở dưới có đơn nào của chị Linh Nguyễn gọi không bắt máy không em? Linh Nguyễn gọi không bắt máy nè chị Linh Nguyễn ơi. Mà hôm qua chị có đơn nè, bên em gọi không bắt máy đó chị, coi lại giúp giùm em cuộc gọi nhỏ đi chị đẹp ơi. Số 4243 cuối. Mấy chị cứ đổ thừa bên em không gọi chốt đơn không à. Em đọc lại số điện thoại của chị rồi đó. Số điện thoại của chị là 0, chị cho em là 0906 600538. Mấy bạn nhà em gọi chị không có bắt máy nha chị Linh Nguyễn.
Bông trắng size số 4 em chốt cho chị Phương Hồng Nguyễn Thị. Bông cam size số 4 cho chị Trần Bích Liên. Bông xanh em đang mặc hết size số 3 rồi chị Phượng Thúy. Rồi bông riêu size số 4, bông đỏ size số 4 nha, size số 4 em còn được hai bông này nữa. Rồi chốt giúp em mẫu này nhé chị, bông xanh em còn được size 1 với size 2. Chị Linh Nguyễn, chị nói không có ai gọi điện cho chị kìa em. Sáu lăm ký cao mét 65, eo 87. Ok, mặc size 4. Chị Ngọc Bích. Size số 4 là em còn được riêu, bông riêu với bông đỏ nha chị. Bông cam coi chị còn size 4 không thì. À. Rồi chị Ngọc Bích ơi, bông đỏ với bông riêu em còn size 4 nha chị. Bông xanh em đang mặc có số 50 không. Chị Hồ Đào ơi, cho em cân nặng và chiều cao. Cho em cân nặng và chiều cao ha. Bông xanh là em còn được size 1 với size 2. Giả váy em còn nha chị ơi. Chị Trương Hoa là bông xanh size số 2 hả? Nãy giờ chị Trương Hoa có chốt bông xanh 2 hả? Bông xanh size số 2 cho chị Trương Hoa. Nè này bé. Cái chị coi kỹ giúp em nha các chị ơi. Đơn hàng là mấy bạn nhà em gọi cho các chị á, là lúc nào mấy bạn cũng gọi hai cuộc ba cuộc trở lên cho các chị. Nên là không có chuyện là không có gọi gọi chốt đơn ha. Rồi chốt em mã bông cam nha các chị đẹp nha em. Chốt em mã bông cam nha, bông cam kèm size giúp em mấy chị. Bông cam em còn được size 1, size 2 với bông cam em còn 2 với 3 không mà còn 1 thôi bác. Rồi, còn 1 2 3 cho mã bông cam giúp em luôn. Bông cam em còn được 1 2 3. Em đang mặc bộ này là size 2 nè, size 2 55 kg, eo 75 77 trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa. Đơn này chút xíu chiều tầm khoảng 1 rưỡi 2 giờ là mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho cái chị luôn đó. Nên là cái chị để ý điện thoại giùm em. Sáu mảnh này mặc cực kỳ tôn dáng nha các chị, và đặc biệt là nó sẽ che được cái phần bụng cho các chị nha, rất đẹp luôn. Bông đỏ còn 2 3 4 hay ba. Bông đỏ em còn được size 2, size 3 và size 4 cho các chị luôn nè. Này mặc lên là đúng đúng bông Tết luôn đó các chị, Tết mặc mấy bộ tươi tươi như thế này. Rồi chốt em mã bông đỏ nha. Bông đỏ em còn được 2 3 4. Bông đỏ em còn được size 2, size 3 và size 4. Dạ không có size 5 chị Trinh Trần. Bộ này không có size 5, bộ này chị Tư em chỉ cắt cho em bà ba xong rồi còn lại ít à, nên là chị cắt cho em tới size số 4 mà không có size 5 chị. 5 với 6 em không có. Rồi chốt em mã bông đỏ đi cái chị đẹp bông đỏ. Bông đỏ em có 1, em còn được 2 3 4. Rồi chốt em mã bông riêu nha, bông riêu. Thảy mấy cái áo bà ba lẻ đó qua bên đây luôn đi với thị. Ở trên dưới đó dưới cái cặp độ chị. Đỏ số 2 em chốt cho chị Trương Hoa. Rồi em đang mặc cái này là bông riêu các chị. Bông riêu kèm size giúp em luôn rất là đẹp. Chốt em mã bông riêu nha, bông riêu.
bông riêu cái chị. Rồi em hết nha cái chị đẹp nha. Em ơi cái này là bông trắng giúp em ha. Bông trắng này em còn được size số 2 nha các chị. Một với hai chứ. Đó ta. Còn bộ nào nữa không? À bông trắng em còn có một bộ size 1 rồi các chị. 50kg trở lại, eo 70-72 trở lại các chị đẹp nha, em mặc dừa. Bông riêu size số 3 cho chị Hải Hà Nguyễn. Bông riêu size số 1 em chốt cho chị Nhàn Nguyễn. Riêu 4 còn đúng không bác? Riêu 4 nãy còn đúng không em? Riêu 4 em chốt cho chị Bạch Yến à. Rồi là em hết cho chị. Rồi em còn bộ cổ dúng nè, em sale cho các chị luôn nha. Em còn được có 4 bộ à. Bộ cổ dúng chất vải su len rất là đẹp với chị. Bộ màu vàng này em còn được size số 3, 60-65kg mặt dừa. Size số 4 là 65-70kg, bông đỏ size 3 em chốt cho chị Phượng Thúy. Bông vàng đó size mấy nha? Đây. Đây, chị... Riêu 3 em chốt cho chị Trần Diệu. Bông vàng em còn được bộ size 1 nữa nè các chị. Em có một bộ bông vàng size số 1, còn một bộ duy nhất bông vàng. 50kg eo 70-72 trở lại cái chị đẹp nha, em mặc dừa bông vàng nha, bông vàng. 50kg cao 1m56-57 trở lên, còn chị nào dưới 1m55 thì tầm khoảng 48kg. 47-48kg eo 70-72 trở lại. Rất là đẹp luôn. Bông vàng còn được một bộ size số 1. Rồi bộ cổ dúng nha các chị yêu ơi, bộ cổ dúng còn có 4 bộ à. Ý, tự nhiên em bung ra luôn nè. Bỏ giùm chị. Bông vàng nha cái chị, ủa quên, màu vàng. Màu vàng em còn được size 3, 60-65kg, chất vải solen Pháp giúp em rất đẹp. Bông vàng size số 1 em chốt cho chị Tô Tuyền. Bông vàng 1 cho chị Tô Tuyền. Rồi bộ này em còn có 4 bộ à, em sale cho cái chị nha, em sale cho cái chị còn 115.000 luôn. Em sale cho cái chị còn 115.000 luôn đi cái chị đẹp nha em, 115.000. Phải là bữa hổm mình bán nhiêu vậy? Bữa hổm mình sale còn mấy bộ nhiêu? 130 đúng không? Phải 130 hả? Không nhớ nữa. 115 đi mấy chị, hết nhớ giá rồi. Bộ này bình thường là em bán 150 hả? 149. Bộ này là em bán 150. Nó này còn có 3 bộ và 4 bộ à. 115.000 giúp em ha. Không nhớ sale vừa rồi sale giá nhiêu nữa. Size số 3 em đang mặc. Chất solen Pháp nha các chị, rất là đẹp. Bộ này đẹp lắm luôn. Bộ màu vàng này chị đẹp nào chưa có cái chị chốt đi. Vàng này nó tươi hơn vàng dưa cải nha các chị. Chốt em mã vàng. Vàng 115.000 chất vải xô Pháp giúp em. Vàng em còn được size 3 là 60-65kg. Size số 4 là 65-70kg. Chị Phượng Thúy chốt màu xanh bơ hả chị? Chị Phượng Thúy lấy mã bông xanh đó đúng không chị? Bộ xanh nữa, chị lấy xanh nào ạ? À? Chị lấy bộ bông riêu hay gì ạ? Chị lấy bộ bông riêu ha, xanh nào vậy chị? Xanh là em, bông xanh là em còn size số 2 không nha, không có size 3. Bộ này hết 3 luôn hả? Bộ bông riêu này em hết 3 luôn rồi chị, hết 3 luôn rồi. Được rồi, em sale 130 đúng rồi chị, 130. Sau đó là bữa sau còn được có 3 bộ hay 4 bộ gì cũng giống vậy nè. Nên em sale xuống cho mấy chị, nay 115 nha, 115. Chị Tina Ngô khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị. Lên cân nặng chiều cao kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi em còn được vàng 4 nha, 65-70kg, 115.000. Còn có 3-4 bộ à, 4 bộ à các chị. Chị Tina Ngô chịu khó lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha chị. Không thì em chốt qua cho chị Tiền Quỳnh nha. Tại vì hàng sale các chị cố gắng mua từ 2 bộ trở lên giùm em. Vàng 3. Chị Tina Ngô khách mới không có cân nặng chiều cao, không có số điện thoại em bỏ qua luôn nha chị. Em chốt cho chị Tiền Quỳnh nha, đợi lâu quá à. Rồi lên em màu đỏ đi các chị, màu đỏ size số 5 ha. Màu đỏ size số 5. Chị Tina Ngô chọn mẫu khác giúp em nha. Lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chú giúp em đi chị. Vàng 3 em chốt cho chị Tiền Quỳnh. Rồi em còn 2 bộ vàng 4, em hết vàng 3 nha chị. Thì Trinh có 1 bộ 1 à. Màu đỏ size số 5 cái chị, size số 5 là 67-73kg mặt dừa.
67 đến 73 ký. Màu này là màu đỏ đỏ ớt giúp em, màu đỏ ớt nha. Vàng 3 em hết chứ chị, em còn vàng 4 thôi à. Em còn hai bộ vàng 4 với một bộ đỏ 5. Chị Tiên ơi, em còn có một cái mẫu giả váy à chị. Còn chị diễn tải như có, nó cũng là tai bồng luôn ha, nó cũng là tai bồng luôn. Nhưng mà không biết là phải cái mẫu chị nói hay không, em chỉ còn có một mẫu một thôi. Mẫu hồi tối hôm qua em lên á. Rồi em hết nha chị, em qua mẫu này nha, qua mẫu này. Giả váy màu là em chỉ còn mẫu này thôi nè chị, em không có còn mẫu nào nữa hết. Vàng 4 em chốt cho chị Phương Hồng Nguyễn Thị, 115.000 cho chị Phương Hồng Nguyễn Thị bộ vàng 4. Giả váy màu 135.000 là em chỉ còn mẫu này thôi. Đây, cổ vuông nha, cũng là tai bồng, tại vì bữa giờ em ra tai bồng không à, tai bồng tai dúng đó. Màu này lên giúp em màu tím nha các chị, tím cẩm đậm. Đây giả váy màu dài là em còn được mẫu này. Một 135.000 giúp em quần giả váy. Thun lai dòng các chị đẹp nha em. Rất là đẹp luôn. Tím đậm nha, lên giúp giùm em là tím đậm, tím cẩm đậm. Rồi xanh đen, xanh đen là em còn được có size số 1 à. Xanh đen em còn được bộ size 1, bộ này em còn cũng ít rồi các chị. Màu đen các chị đẹp nha em ơi. Giả váy tím cẩm size số 3 còn không ta. Rồi còn được bộ 3 luôn. Em chốt cho chị Hải Hà Nguyễn. Số 2 màu tím hết, chị Đặng Ngọc Linh ơi. Em còn được size số 1 hả chị đẹp. Em còn được màu tím đậm, tím cẩm đậm còn được hai bộ size số 1. Màu đen cái chị đẹp nha em, màu đen em còn được size 1 với size 2. Màu đen em còn được size 1 với size 2. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh lá. Chốt em màu xanh lá cái chị. Màu xanh lá. Rồi, màu cuối cùng là màu xanh lính. Em còn được nhiêu màu đây hả? Rút cho chị hai bộ bông đó luôn đi với thi. Màu đỏ với màu xanh nha. Xanh đen size số 1 em chốt cho chị Hải Hà Nguyễn. Tím đậm em hết. Màu xanh lá size số 1 em chốt cho chị Nhàn Nguyễn. Cô cá đuối em phân biệt được mà còn con cái đó là vi con cá gì thì em không biết. Cái đó là em nói thiệt, bé nó nói mà em quên rồi, em không có nhớ. Chứ khô cá đuối nó đâu có mềm như vậy. Khô cá đuối là chị nướng lên là chị phải, với lại là cái mùi cá đuối nó khác chứ. Tím cẩm 65 kg em không có chị Hiền Trương. Xanh lính 3 em chốt cho chị Hải Hà Nguyễn. Ồ xanh lính 3 mình còn không quên nữa chứ. Để em coi xanh lính 3 còn không nha chị. Xanh lính em hết size số 3 rồi. Chị Hải Hà Nguyễn ơi, xanh lính em còn size số 2 không à. Nên là size số 3 chị không có nha. Xanh lính em hết 3. Xanh lính em còn được 2 với 5 hả chị. Cái vi cá đó cái chị ăn đó là cái nào nó cũng mềm và nó cũng giòn hết á chị. Go si đòn, trời ơi sao cái chị nói với em giống như em lừa đảo với chị. Bán khô cá đuối mà nó là khô cá gọi là vi cá.
Thật sự em không biết cái đó là làm từ con cá gì nha, em nhắc lại là em không biết, nhưng mà em ăn em thấy nó ngon. Và cái hàng đó là thường á là người ta dành để người ta biếu, người ta tặng. Chị đẹp, nếu mà cái chị ăn thấy hợp á thì cái chị ủng hộ, còn nếu mà cái chị thấy mà ăn không ngon thì cái chị có thể là chuyển qua món khác, em cũng không có ép với chị ha, khẩu vị của từng người từng mà khác nha cái chị đẹp nhà em nha. Cái chị mua đi, bán xong đợt này em không có bán lại hàng thực phẩm nữa đâu các chị. Em đập tập trung cho quần áo thôi, bán mấy cái hàng đó nhức đầu quá. Ăn đồ ăn cái chị biết là rất là khó, đồ ăn cái chị bán rất là khó. Rồi mắc rẻ rồi so sánh nữa mấy cái hàng đó nó khó lắm. Nên là thôi chắc là bán xong đợt này chắc là em ốp luôn rồi em ngưng luôn á. Giả váy bông, giả váy bông em còn chị Hiền Trương, giả váy bông em còn ha. Đâu rồi hai cái bông được. Rồi hai cái bông này là chất ati mỹ nha cái chị đẹp nhà em, chất ati mỹ nó cũng là 135.000 giúp em luôn. Rồi chốt giúp em mẫu này nha cái chị đẹp. Chốt ati mỹ 135 ngàn luôn cái chị. Ống rộng có màu đen nha chị Nhân Tâm ơi. Ống rộng em có màu đen, màu đen em còn được size 1 chứ size 2 á chị. Cái này là quần giỏ váy giúp em ha, cái ống nó sẽ rộng hơn cái quần ống rộng của mình, tí xíu nó bự hơn á. Bộ này là chốt ati mỹ. Bông bình thường là em lên cho cái chị là chất AT Việt Nam, nhưng mà hàng loại một là cái chị thấy nó đã đẹp rồi, cái AT Mỹ này nó đẹp hơn nữa nha. AT Mỹ này chất nó mắc hơn, em còn được hai bông à. Đây em cắt quần giả váy cho cái chị luôn 135.000. Chị Tiên Lê ơi, hai bộ đồ chị chọn hai màu, chị chọn là em đều hết luôn nha chị, em đều hết size 3 hết thấy không? Vải nào cũng có co giãn hết nha cô Nguyễn Thị Chi ơi, vải ở bên con là vải thun, gọi là vải thun là vải nào nó cũng có co giãn hết. Màu em đang mặc là màu đỏ, mã này cái chị lên giúp giùm em là mã đẹp với chị, mã đẹp em đang mặc là mã đỏ, mã này là mã đẹp giúp em nha, mã đẹp cho em, mã đẹp với chị, mã đẹp, mã đẹp giúp em, mã đỏ, mã đẹp. Có gân là sao cô không? Ati Mỹ là chất vải của mình bình thường, đâu có gân gì đâu. Gân là hàng khác, thun gân là nó hàng khác nha. Mã đẹp size số 1, hình như là em hết chứ đẹp ơi. Mã đẹp em còn từ size 2 trở lên. Mã đẹp đó em còn từ size 2 trở lên hả chị Nhà Nguyễn? Con thấy nó không có gân gì hết trơn á nha cô, nó bình thường thôi. Nói chung là vải thì cô mặc là yêu cầu của cô làm sao, có nghĩa là chất vải mình mặc nè, vải thun thì nó thứ nhất là nó co giãn tốt, nó mềm nó mịn nha, mình mặc mình cảm thấy nó thấm hút mồ hôi, nó mát nó dễ chịu, nó co giãn làm mình dễ chịu thôi là ok rồi. Còn mình đừng có quan tâm đến cái chi tiết của nó là vải nó phải sao sao sao, tại vì một cái loại vải có thể là người ta kêu nó tùm lum cái tên hết trơn á, mà con thì con không thể nào mà con diễn tả này kia đâu. Còn vải là
ví dụ như là mình mặc á, là mình cảm thấy ừ cái vải nó co giãn ok, mình mặc nó tốt, nó mát mẻ, nó thấm hút mồ hôi, nó làm cho mình dễ chịu là ok rồi cô. Chứ giờ mà mình đòi hỏi cái chất vải mà nó giống như ý của mình nữa thì không có. Nó mỗi một người gọi một cái tên con cũng không biết luôn nha. Nhiều khi shop á, người ta bán á, mã đỏ em đang mặc cũng hết một luôn chị. Ví dụ như cái shop người ta bán, người ta muốn kêu sao người ta kêu à. Người ta muốn cái bộ đồ người ta bán giá cao thì người ta kêu cái tên cho nó sang, giải nó mắc một tí xíu. Tại vì thường tơ hoa, ai mà nghe tơ hoa là người ta cũng thích hết. Nó đủ loại hết trơn á, tơ hoa thì có tơ hoa Hàn Quốc, rồi gì rồi tơ hoa gân, rồi tơ hoa lạnh, rồi cái gì tùm lum hết trơn á. Trong còn vải á, thì mình mua và mình mặc thì mình cảm thấy mình ok, vải nó đẹp là được rồi. Còn cái nó người ta gọi gì kệ người ta luôn. Chứ thật ra là nhiều nhiều shop người ta không có muốn shop khác lấy cái vải, người ta không có muốn cái shop khác người ta biết là người ta may cái vải gì, người ta có thể kêu tùm lum chứ. Số 3 có không chị? Số 3 thì em có, chị Nhàn Nguyễn. Còn số 1 là em hết nha. Số 2 với số 3 thì em có. Nên là mấy chị đừng đừng có nghe người ta kêu cái này kêu cái kia. Quan trọng là vải. Ví dụ cái chị mua, cái chị thấy ở cái shop đó nó bán vải được, vải đẹp. Chứ cái tên gọi nó không có quan trọng đâu mấy chị. Mã đỏ còn 65 kg chị Hiền Trương. Mã đỏ em còn 65 kg nha, size 4. Lấy số 3 màu xanh, ok. Màu xanh là mã đẹp á, đúng không chị Nhàn Nguyễn? Mã đỏ 65 kg em có nha chị Hiền Trương ơi. Cô lấy bộ nào lên mã đồ giùm con nha cô Nguyễn Thị Chi ơi. Lên mã đồ với lại là lên size giúp giùm con luôn ạ. Mã đỏ 65 kg thì mặc size 4, size 4 còn không bé? Mã đỏ em cũng còn có mấy bộ rồi, để em coi còn 4 không nha chị. Để chị coi cho. Mã đỏ em còn được size 2 nè. Rồi mã đỏ em còn được 2 với 4 đó chị. Hoa đỏ em mặc hết size 1 rồi chị Nguyễn Ngân ơi. Em còn size 2 với size 4 không à. Còn size 2 với size 4 cho mã đỏ. Cái này là bông đỏ nha cô, bông đỏ con mới vừa cởi ra đó. Bông đỏ là con hết size 3 ha. Bông xanh thì không biết còn bông xanh còn 3 không bé. Bông đỏ là con chỉ còn 2 với 4 thôi, bông xanh là mã đẹp, mã này là mã đẹp giúp con. Bông xanh này thì còn 3 nè, 2 3 4 em. Chị Hiền Trương là rồi mã đỏ size số 4 em chốt cho chị Hiền Trương. Đỏ 4 em chốt cho chị Hiền Trương. Rồi, em qua mẫu quần giả váy cho các chị nha. Quần giả váy em còn một cái lô ati bông nữa, các chị có muốn lên luôn thôi em lên luôn cho. Em lên cái lô giả váy ati bông cho các chị luôn nha. Cái này là thun ati Việt Nam nè. Ati Việt Nam là nó đã đẹp rồi các chị á. Ati Mỹ nó còn đẹp hơn nữa. Bộ đen 54 kg là bộ màu đen đúng không anh chị nhà Nhân Tâm ơi? Bộ quần giả váy màu đen đúng không chị? 54 kg em lấy cho chị size 2 nha. Màu đen. Bộ này đúng không chị? Bộ cổ vuông màu đen. Chị Nhân Tâm đúng thì ok giúp em ha. Bộ này 135.000. Chất màu là chất thun lai dong giúp em. Rất là đẹp luôn. Này cái chị đi may không là hết 125.000 tiền công rồi. Chưa tính chờ đợi đi tới đi lui nữa. À, đồ bộ bây giờ các chị mua là quá quá rẻ luôn á chị. Chị Hiền Trương em chuẩn bị lên nè. Em chuẩn bị lên nè chị. Bộ đen ok, đen 54 kg, đen size 2. Bộ này là chất thun AT, nhưng mà nó là AT Việt Nam, 130.000. Chị đẹp nha em. Hàng loại 1 luôn nha các chị, là chất nó đã đẹp rồi đó.
chị mua mấy cái bộ khác nó còn đẹp hơn nữa. Lạp xưởng đợt này là chị An Nguyễn ơi, lạp xưởng truyền thống là 190, lạp xưởng hầu lô, lạp xưởng trứng muối, với lại là tôm mai quế lộ, lạp xưởng tôm mai quế lộ là bằng giá 200 ngàn một ký nha chị đẹp. Ngày mốt em về một chuyến hàng lạp xưởng nữa là em hết rồi đó. Ngày mốt em về một chuyến hàng lạp xưởng nữa là em tạm ốp đơn lạp xưởng, em không có nhận đơn nữa. Màu tím đi cái chị đẹp, lên với em mã này là mã tím ha. Màu đen em hết size 65 kg rồi chị Hiền Trương. Size 65 kg như em hết luôn rồi đó, màu là em hết luôn rồi. Giờ em còn bông à. Bộ này 130 nha. Cô Nguyễn Thi Chi ơi, cô lấy bộ nào cô lên mã đồ giùm con nha. Chưa có chốt cho cô nha cô. Rồi mã này lên giúp em mã tím đi cái chị đẹp, mã tím rất là đẹp luôn á chị. Quần giả váy dài bông luôn. Lô này cũng là lô cuối cùng nha cái chị, lô cuối cùng của năm nay, đây tới Tết là em không còn lô giả váy nào nữa. Mã em đang mặc là mã tím, mã này cái chị đẹp chốt em mã hồng ạ, mã hồng. Rồi mã này cái chị đẹp chốt em mã hoa. Chốt em mã hoa, mã hoa. Rồi, cái này cái chị lên giúp giùm em là beo đen cái chị. Beo đen. Rất là đẹp luôn. Dạ ok chị Tiên Ngô. Đơn chị Tiên Ngô chưa gọi đúng chị, nói gọi được rồi đó. Cái gì chút xíu em xuống em gọi chiều tổng kết đơn lạp xưởng cho chị luôn nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cái chị, lên giúp em là beo đen cái chị, beo đen. Rồi chốt giúp giùm em cái này là họa tiết tím ạ. À. Họa tiết tím cái chị. Ủa họa tiết đỏ, em xin lỗi, họa tiết đỏ nha. Chốt em họa tiết đỏ. Rồi bộ này lên giúp giùm em là beo riêu 130, rất đẹp luôn cái chị. Beo riêu giúp em cái chị. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là cam đất. Cam đất giúp em nha. Thật ra nó là bi đó cái chị. Giống giống như hàng bi vậy đó. Rồi họa tiết cam giúp em. Mã hoa size số 3 em chốt cho chị Nhàn Nguyễn. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã họa tiết cam nha, họa tiết cam. Họa tiết cam giúp em, rất là đẹp luôn các chị. Màu này đẹp lắm. Rồi cái này cái chị đẹp chốt em mã bi trắng nha, bi trắng. Bi trắng như hết luôn hay gì kìa. Bi trắng cái chị, bi trắng giúp em. Em đang mặc là mã tím nha, em đang mặc là mã tím. Bi trắng em còn có một bộ duy nhất size số 3 luôn các chị. Bi trắng em còn bộ duy nhất size 3. Chị Hải Hà mặc size mấy vậy chị Hải Hà ơi? Chị Hải Hà size 3 luôn đúng không? Chị Hải Hà chốt size kèm size giúp em chị Hải Hà ơi. Khỏi lên số điện thoại nữa chị. Chị lên size giúp em thôi, khỏi lên số điện thoại nữa nha. Chị lên size giúp giùm em, chị lấy size 1 hay là size gì? Thấy cái bộ bông xanh nó ra lại giùm chị đi bé Như. Cô Nguyễn Thị Chi ơi, coi kỹ giúp giùm con lần nữa nha cô. Bi trắng em hết size 65 kg rồi chị Hiền Trương. Chị Hải Hà em không có size 2 nha chị. Bi trắng là em còn một bộ size số 3. Beo đen, beo đen size số 2 thì có thể em còn cho chị nè. Hả? Beo đen hết luôn hả? Coi bộ của chị coi size mấy vậy? Rồi beo đen size 2 thì em còn cho chị nha chị Hải Hà. Bi trắng là em còn size 3 thôi nha chị, còn bộ duy nhất size 3. Rồi mã này là mã đẹp giúp con nha cô Nguyễn Thi Chi ơi. Cái bộ nền xanh lên bông trắng này là mã đẹp giúp con. Bộ này là 135. Chất ati Mỹ.
Rồi chốt giúp giùm con mã này. Rồi beo riêu đi cái chị đẹp nha em. Hồi nãy là beo đen rồi, cái này là beo riêu. Bi trắng 3, ok, bi trắng 3 em chốt cho chị Hải Hà. Rồi chốt em mã beo riêu cái chị. Lấy bắp ăn nhỏ. Lấy cho mấy bạn dùng. Chưa kịp trả lời nữa. Rồi chốt em mã beo riêu cái chị đẹp nhà em, beo riêu rất là đẹp luôn. Chốt em mã beo riêu cái chị đẹp nhà em, beo riêu. Đẹp xuất sắc. Nội tiết tố em hết hàng rồi chị Trần Bích Liên. Giờ là em đang còn giảm cân với kit 22 à chị. Em đang thanh lý hai sản phẩm đó đó. Beryl xe số 3 em chốt cho chị Hải Hà Nguyễn. Rồi mã này cái chị đẹp chốt em mã hồng nha, mã hồng. Một hộp 250. Một hộp 250. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha chị, mã hồng giúp em rất đẹp luôn nè các chị. Chốt em mã hồng các chị đẹp nha em ơi. Hồng kèm size giúp em ha, hồng. Giảm cân một liệu trình 3 hộp là 1 triệu chị. Chị Nhung Võ. Rồi chốt em mã này nha cái chị đẹp nhà em ơi. Beo cam cái chị, ở quên, họa tiết cam cái chị đẹp, họa tiết cam rất là đẹp luôn. Họa tiết cam. Họa tiết cam giúp em nha, họa tiết cam. Rồi em qua cái mẫu quần giả váy này nha. Mỗi một ngày mình sử dụng một gói chị. Một gói thạch, nó là thạch dứa nha. Một ngày mình sử dụng một gói vào buổi sáng. Chị nào bị đau bao tử thì sử dụng sau khi ăn sáng. Còn chị nào bình thường không có bị đau bao tử thì các chị có thể là dùng trước khi mình ăn sáng. Đây, một gói của nó như thế này nè. Cái này các chị có thể là để vào ngăn mát tủ lạnh đó, ăn cho nó dễ. Em thấy ăn nó cũng bình thường nè, có là tại vì nó sẽ có cái vị hơi nhẫn một tí xíu nha. Vị hơi nhẫn của dao cổ lam á, cái cây dao cổ lam á. Nên là cái chị ăn cái chị sẽ cảm thấy nó có cái vị đắng nhẹ. Nhưng mà em ăn thì em thấy nó bình thường, có nhiều chị ăn không quen thì nó đắng nhiều. Kit 22 thì em đang giảm cho cái chị là còn 250 một hộp. Giá bình thường là 650 cái chị đẹp nha. Giờ em giảm còn 250, lý do là em không có bán cái hàng này nữa nên là em thanh lý hết. Nhớ thanh lý nha cái chị đẹp. Kem dưỡng này là cái chị nâng cơ, xóa nhăn, cấp ẩm, chống lão hóa. Và bên cạnh đó là
kem chống nắng luôn, có nghĩa là cái chị sử dụng thành làm kem chống nắng luôn là ok luôn, giá quá yêu thương với chị. Họa tiết kem 65 kg, họa tiết kem con chị còn C4 không? Đâu này nè. 65 kg size 4 để em coi còn không nha chị. Rồi, họa tiết kem size 4 em chốt cho chị Hiền Trương. Này em phải sử dụng cái đai nữa nè mấy chị, tại em ngồi á em không biết, em sợ em bị gù lưng ngồi biết á, phải phải ấy cho nó định hình lại, định vòng eo. Sợ bị khom á, ngồi hay bị thụng cái bụng xuống rồi nó lưng xuống. Rồi lên gì nữa đây ta, bà ba hả các chị, hay là dập ly, giờ lên bà ba hay dập ly các chị. Một hộp kem là nó 50 ml nha chị, một liệu trình thì mình sử dụng được 1 tháng. Ví dụ như cái chị dùng mấy ngày đầu tiên á, một ngày cái chị sử dụng một hoặc là hai gói tùy theo cơ địa, nếu mà cơ địa của cái chị đáp ứng được thì cái chị có thể sử dụng hai gói. Như em là em sử dụng quen rồi, với cơ địa của em nó cũng dễ sử dụng mấy cái hàng lắm, cái sản phẩm thực phẩm chức năng đồ này kia là em rất là dễ sử dụng, nên là thường á là em mà muốn siết cân hay gì đó là ngày em sử dụng hai gói nha. Đó là tùy theo cái nhu cầu của cái chị thôi, cái chị có thể sử dụng, khuyến cáo của mình là sử dụng từ 1 đến 2 gói. Ok hết. Chị Hiền Trương còn đào cái không, còn lên thêm chi không? Đây là sao em chưa hiểu. Lên bà ba đi nha cái chị ơi. Thôi em lên bà ba bông cho cái chị đi. Bà ba bông đi, em khoái bà ba bông nè, bà ba bông đẹp. Bà ba bông 65 ngàn một áo, quần em đang mặc là quần lụa nha. Quần lụa em có màu đen với màu trắng, 95 ngàn quần. Em có quần thun lai dông nữa. Quần thun lai dông thì em có màu đen thôi, nó có quần ống rộng là 55 ngàn, quần ống ôm là 50 ngàn. Ồ, được xả ra mấy cái màu tím nữa nè mấy chị. Chị nào hôm qua chưa chốt được màu tím. Bông xanh. Màu tím bữa nay em xả ra được 3 áo, 4 áo luôn. Qua em chốt hết trơn tím rồi. Màu tím em được 2 3 năm. Màu tím em được 2 3 năm nha các chị đẹp. Bộ dập ly chờ em tí xíu đi chị, bộ dập ly chờ em tí xíu nha, để lên bà ba cái. Ok chị Nhung Võ, một liệu trình giảm cân và một hộp kem. Cái thạch dứa đó dễ sử dụng lắm mấy chị, dễ sử dụng, dễ sử dụng đơn giản lắm. Tết năm rồi em ăn Tết xong hả, em lên nhiêu ký chị biết không? 53 kg. 53 kg là cái cân nặng mà cỡ chừng nhiêu ta, từ hồi đó giờ luôn á. Đợt đó là em lên cân nhiều nhất, nhìn thấy tròn ra, nhìn thấy rõ luôn á chị, mặc đồ mà cảm thấy là mấy đồ mặc vô là nhìn thấy kích hết trơn luôn á. Xong hình như là em cũng, em vừa giới thiệu cho cái chị mà em vừa ăn luôn á, có khi ăn bữa nghỉ đó mà ta cũng 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 xuống được còn lại 49 kg hả, ba hộp là 1 triệu. Ừ, em tính cho em chị là ba hộp là 1 triệu một liệu trình. Ừ. Rồi em lên bà ba cho cái chị nha, bà ba là 65 ngàn một áo với chị, áo lẻ. Quần thì cái chị có thể là lấy quần cũng được, cái chị có thể là mua áo không cũng được ha. Của chị Nhung Võ là gửi về địa chỉ của chị Hồng Tấn nha, em chung với chị Hồng Tấn á. Mua hai cỡ hộp kit để dành luôn đi chị Nhung Võ, tại vì cái kit đó mình xài á là chị có thể làm kem chống nắng. Kem chống nắng là cái chị sử dụng quanh năm, ở trong nhà cũng sử dụng kem chống nắng luôn. Được có một cái là cái đó nó là kem dưỡng nữa. Có thể là chị sử dụng serum xong rồi mình sử dụng cái kem đó lên nó sẽ rất là ok.
áo em đang mặc là số mấy, áo em đang mặc áo em đang mặc là giá là size 2, em có 65 ngàn một áo, em có size 2, size 3 và size 5 nha chị. Em đang giảm rất là nhiều luôn đó, mua 2 hộp là mới có 500 mà. 2 hộp 500 là không bằng một hộp giá gốc nữa đó, em đang thanh lý nó mới có giá đó đó chị. Hộp dứa giá sao? Dạ 3 hộp là 1 liệu trình đó chị Nguyễn Châu, là em giảm còn 1 triệu đó chị. Bình thường một hộp của nó là giá 550. Hai hộp 250 một hộp chị đẹp, 250 một hộp, em giảm gọi là siêu giảm giá luôn rồi đó. Giảm lỗ luôn rồi đó chị. Tại giá thanh lý. Rồi màu tím nha, em đang mặc mã này là mã bông tím các chị. Bông tím em còn được size 2, size 3 và size 5, các chị đẹp chốt giúp em ha. Áo bà ba rất là đẹp luôn. Qua chị đẹp nào chưa chốt được thì các chị chốt giúp em nha. Rồi chốt em mã này các chị, bông riêu giúp em các chị đẹp nha. Em ơi bông riêu. Cái này các chị vừa làm kem dưỡng vừa làm kem chống nắng luôn, rất là đẹp nha. Kem chống nắng là các chị phải xài quanh năm giúp em nha, xài quanh năm. Cái này em cũng xài nè. Dạng kem của nó như sữa vậy đó các chị, rất là ok, sức luôn. Sẵn rồi, xài luôn các chị. Tại vì một ngày các chị xài kem chống nắng là tầm khoảng 2 đến 3 lần. À. 2 đến 3 lần. Xài kem dưỡng mà không có xài kem chống nắng là coi như là tiền đổ sông đổ biển hết đó mấy chị. Dạng này kem nó giống như sữa chua đó các chị, rất là dễ sử dụng ha, nó không phải là kem, nó không phải là dạng kem nén nha mấy chị, không phải kem đặc nha. Sẵn rồi sử dụng. Dạ ok chị Nguyễn Châu. Cái này các chị xài mà các chị có xài serum á, thì các chị cứ xài serum bình thường, xong rồi sáng các chị chỉ cần sữa rửa mặt xong các chị xài, có nước hoa hồng thì mình xài nước hoa hồng nha. Xong các chị xài một lớp serum ở dưới, xong các chị xài cái kem kit này lên là ok nha. Da rất là đẹp. Đêm nay em ngồi lặng yên nghe tôi kể. Các chị nhớ xài dưỡng da, nhớ là tẩy tế bào chết một tuần 1 đến 2 lần nha các chị đẹp. Rồi ok, xong. Đã điều xong, bán hàng tiếp. Rồi chốt giúp em mã này nha các chị đẹp nhà em. Đúng rồi, kem này người ta bán 600 mấy á, em đang thanh lý cho các chị là 250 đó, hàng chính hãng đàng hoàng, yên tâm nha. Tại em không có còn làm bên cái mảng đó nữa chị, em không có làm, không có thời gian để đầu tư qua bên mỹ phẩm nữa, không có thời gian để đăng bài rồi làm mấy cái chương trình đi học, đi hành tùm lum dân á. Hàng công ty các chị cứ yên tâm nha, tại em giá em thanh lý đó, thanh lý để em ốp luôn á. Rồi chốt giúp em mã này nha, lên em mã bông riêu. Bông riêu cái chị đẹp, bông riêu. Cái này cái chị đẹp chốt em mã bông hồng. Chốt em mã bông hồng nha, bông hồng. Rồi chốt em mã này nha cái chị đẹp, lên em mã bông trắng cái chị, bông trắng. Bông trắng, bông trắng. Bông đỏ giúp em cái chị đẹp nha, em ơi bông đỏ. Rồi cái này lên giúp em bông xanh nè, bông xanh. Bông nâu các chị, bông nâu. Bông cam. Bông cam. Rồi chốt em mã này là mã bông vàng các chị, bông vàng.
Giúp em bông vàng. Rồi em hết. Có nhiêu đây thôi. 9 bông hay 10 bông gì đó em quên rồi. Kem 250 một hộp chị, kit 22. Sản phẩm kit 22 của công ty kit 22 luôn, cái tên công ty là kit 22, tên sản phẩm cũng kit 22. Kit 22 là công ty của tập đoàn Maxicorp các chị ha. Sản phẩm có xuất xứ từ Malaysia. Rồi ok thôi em lên dập ly cho mấy chị nè. Hết rồi, hết bà ba rồi, mấy chị không có mua bà ba. Một hộp 250 đúng rồi chị Kiều Dương, một hộp 250. Chị nào mà mua có, nếu như mà các chị hay xài kem chống nắng đó, các chị mua hai hộp đi các chị. Tại cái này nó là chủ yếu, nó là sẽ dưỡng da nâng cơ ha, cung cấp ẩm, dưỡng da nâng cơ xóa nhăn và chống lão hóa. Thêm cái nữa là nó có kem chống nắng cho mình luôn, nên là các chị xài rất là tiện, xài đơn giản lắm. Chị nào mà không có ít có cái thói quen mà xài kem, các chị thường là các chị buổi sáng mà các chị xài kem xong rồi các chị ít có thêm cái lớp kem chống nắng lắm, thì các chị xài cái này là nó gọn nhất nè. Tại vì các chị mà có xài kem dưỡng mà các chị không xài kem chống nắng là cũng như không à, không có tác dụng gì hết á. Kem mà các chị có xài tiền triệu đi chăng nữa mà ra ngoài cái hoặc ở nhà mà hàng ngày các chị không có xài kem chống nắng là coi như là bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển hết. Rồi em chốt cho chị Kiều Dương một hộp. Rồi em lên dập ly cho các chị nha, dập ly màu 115.000 một bộ. Bữa nay em sẽ lên là dập ly màu cho các chị đẹp. Bộ này 57, 58 ký trở lại mặt dừa thôi các chị đẹp. Em nghĩ 57 kg trở lại là cái chị mặc đẹp đó. 57 kg cao 1m56, 57 trở lên. Chị hào nào hơi thấp người thì tầm khoảng 55 kg, mông tầm khoảng 98 trở lại là cái chị mặc đẹp. Mông tầm khoảng 97, 98 trở lại là cái chị đẹp, nhà em mặc đẹp nha. Bộ này 115.000. Cái này nó là tầm ý nha, cái chị đẹp tầm ý dập ly giúp em ha. Em chốt cho chị Nguyễn Dung một hộp kem kit 22. Bộ này là vừa mặc luôn đó các chị, 55-56 kg ha, nó ra là 57 kg trở lại là các chị mặc đẹp, mông tầm khoảng 97-98 trở lại là các chị đẹp, nhà em mặc ok. Hồi tối hình như chị đẹp nào hỏi em mẫu này nè. Tới chị nào hỏi em mẫu này em quên rồi. Cổ vuông nè, 115.000 một bộ cái chị đẹp nha em ơi, 115.000 giúp em ha. Bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu cam sữa đi các chị. Màu cam sữa. Phơm áo này mặc rất là gọn nha các chị đẹp nha em. Tầm khoảng 55, chắc mẫu này tầm khoảng 55 56 kg trở lại là mặc đẹp nha. Alo alo các chị ơi, các chị còn ở trên live không ạ? Ok chị Kiều Dương, em chốt cho chị Kiều Dương một hộp. Cam sữa em chốt cho chị Mai Phượng một bộ. Em còn một bộ cam đất cổ tim cái chị. Em đang mặc là cam sữa ha, bộ này bộ cam đất cổ tim tay lỡ giúp em. Cổ tim màu cam đất giúp em ạ. À, cam sữa nó là cổ vuông, còn cam đất này là cổ tim giúp em nha. Quần ống nhỏ các chị ơi, quần này là quần ống nhỏ.
Quần này quần ống nhỏ, không phải quần ống rộng nha, quần ống nhỏ. Chốt em màu này là màu cam, cái chị màu cam đất, em có một bộ cổ tim nha. 57 kg trở lại, mông 98 trở lại là cái chị đẹp nha, em mặc ok. Rồi màu hồng giúp em với chị, màu hồng. Dạ size này không có 75 kg nha chị Nguyễn Dung ơi, cái này em có size nhỏ không à chị. Bộ này dễ thương lắm mấy chị. Lên giúp em màu này là màu hồng nha, cái chị đẹp nha, em màu hồng. Màu hồng, quần ống nhỏ giúp em luôn, màu hồng quần ống nhỏ cái chị. Chốt em màu hồng. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh lá, màu hồng quần ống nhỏ chị Mai Phương nha, cái mẫu đó là quần ống nhỏ chị. Màu hồng em chốt cho chị Mai Phương luôn. Mông 100 hả chị? Bộ này mông 100 hả? Mông thật ra bộ này mông 100 thì mặc được cũng được đó, nhưng mà em canh cho mấy chị để chắc ăn đây, bộ này chị mặc được nè, mông 100 nè. Mông 100 mặc bộ màu xanh này nè chị Diệu Hiền mặc vừa đó. Nó bằng với cái bộ bông vừa rồi đó chị, bộ dập ly bông đó. Bộ màu xanh này chị mặc được nè. Bộ màu xanh lá này là chị Diệu Hiền mặc ok nha, 115 ngàn giúp em luôn. Bộ này quần chị mặc vừa nè. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu da, chị màu da. Da cổ tim. Em được hai bộ màu da cổ tim rất là đẹp luôn các chị. Màu da cổ tim ha. Quần ống nhỏ giúp em luôn, đẹp chưa các chị, đẹp nhà em, xuất sắc. Màu xanh lá em chốt cho chị Hải Hà. Màu da cái chị đẹp ơi, màu da rất đẹp luôn, màu da này mặc lên trắng dữ lắm nè. Màu hồng em còn nha chị Đặng Thị Duyên ơi. Chị thích chị lấy quần ống rộng hay là quần ống nhỏ chị? Cái này em có hai kiểu, nó có kiểu quần ống rộng và kiểu quần ống nhỏ nữa. Cổ tim nha cái chị đẹp, cổ tim. Quần chín tấc á chị Nhung Võ, bộ em đang mặc là quần chín tấc hết á chị. Mấy mẫu dập ly này là quần chín tấc hết. Bộ màu da này đẹp lắm nè các chị, bộ màu da này các chị mặc lên trắng lắm. Em có hai bộ. Ống nhỏ em còn á chị Đặng Thị Duyên ơi, ống nhỏ em còn. Bộ chị hỏi em là ống nhỏ em còn đó. 115 ngàn một bộ chị. Dạ em cảm ơn chị Huệ Đòn rất là nhiều. Đây bộ màu hồng này chị, bộ màu hồng ống nhỏ em còn được một bộ nè. Màu da ống nhỏ, ok, màu da ống nhỏ em chốt cho chị Mai Phượng một bộ. Đây màu hồng ống nhỏ nè chị. Kiểu này chị hỏi em nè, mấy kiểu này mặc dễ thương lắm. Ok, em chốt cho chị Đặng Thị Duyên một bộ. Cái mail đó thì ra thành thì bấm lại. Ủa, sao nó cũng ra y chang vậy vậy? Để chị ấy chị sửa. Chờ em xíu với chị.
Bộ em mặc hả? Bộ em mặc là nó xem với cái bộ hôm bữa tí xíu à chị Lâm Vy. Mông 98 trở lại là mặc vừa nha các chị, mông 97 98 trở lại, dập ly không có size lớn chị ơi. Màu cam đất đó là quần ống rộng đúng không bác? Coi lại giùm chị coi, màu cam đất này nè. Phải quần ống rộng không? Đúng rồi chị Mai Phượng, kem đó là kem sức mặt nha chị. Chị Phan Diễm cho em cân nặng chiều cao, bộ cam đất đó là ống nhỏ nha chị Hải Hà Nguyễn ơi, nó không phải là ống rộng nha chị. Bộ màu hồng của chị A Thí có rồi đúng không? Chị gì đó, chị gì, chị mới bấm bill đó. Đây chị mừng. Cái kỳ gì? À. Thấy chị bộ màu hồng ống nhỏ nha. Đang ship á, đang ship á. Nè cắt đi. Cắt gì được đó cắt. Ra đi. Rồi chị Mai Phượng, em lấy chị Mai Phượng một hộp kem nha. Còn màu cánh tiên không em? Chị Tuyết Huệ hỏi em màu cánh tiên là mẫu mẫu gì ta? Cam đất ống rộng đây, cam đất ống rộng chắc em có mẫu này ống rộng này chị. Màu cam đất cổ vuông ống rộng nè được không chị? Trời ơi cắt ở dưới da luôn cô nương ơi. Thiệt chứ. Cắt ra luôn đi bé Thủy, xé ra luôn đi. Màu cam đất giúp em, màu cam đất nè chị Hải Hà ơi. Cái kiểu giống kiểu em đang mặc á, rất là đẹp luôn. Chị Phan Diễm ơi, chị coi đo cái eo giùm, em quên đo cái mông giùm em đi chị, mông nhỏ gặp mới vừa. Mông này tầm khoảng 97 trở xuống nha, 97 98 trở xuống là mặc đẹp. Rồi lên giúp giùm em màu này nhé chị, màu cam đất ống rộng 115.000 một bộ cái chị. 115.000. Rồi cho chị thêm mấy cọc nữa coi. Cọc mẫu mới mới coi. Ừ mẫu đó đi. Này em có màu vàng với màu cam đất cho mấy chị nè. Mát lạnh luôn á các chị. Bộ này em nghĩ là 57 kg ha, 57 kg trở lại. Mông tầm khoảng 97 98 trở lại là cái chị mặc đẹp. Cái form áo nó gọn lắm mấy chị. Form áo rất là đẹp, vải rất là mát luôn ha. Vải này nó gọi gọi là tầm ý dập ly nha các chị, tầm ý dập ly rất là đẹp luôn. Mặc rất là mát. Màu vàng giúp em cái chị đẹp lên giúp giùm em là vàng ha. Cái kiểu này dễ thương lắm luôn á các chị. Vàng. Vàng mặc rất là trắng. Chốt em mã vàng nha, mã vàng. Cái mẫu này là em có hai màu, màu vàng với lại là màu cam đất luôn, màu cam đất nè. Ok màu vàng. Vừa thôi nha chị Phan Diễm ơi, mấy cái này á là em canh là mấy chị bữa giờ là 5 6 5 7 trở lại là cái chị đẹp nhà em ok đó. Có chị khách nhà em 63 kg nhưng mà chỉ gọn người chỉ mặc vừa, chỉ mặc được. Màu vàng em chốt cho chị Hải Hà một bộ, màu cam đất ống rộng em chốt cho chị Phan Diễm. Dạ ok chị Lâm Vy. Rồi màu cam đất giúp em nha, màu cam đất. Cái này các chị lên giúp em mã số 3 đi các chị, mã 3 nút đi ha. Cam đất 3 nút đi. Màu vàng 55 kg chốt cho chị Kim Sinh Vũ nè. Không có size 75 kg chị Nguyễn Hạnh ơi. Bộ này em có size 56 57 kg trở lại à. Cái này các chị lên giúp giùm em là cam 3 nút đi các chị. Cam 3 nút rất là đẹp luôn, nó có ba cái nút ở phía trước nè. Cam 3 nút giúp em nha. Màu vàng là cái màu em dơ lên rồi đó chị Hải Hà. Chị chốt màu vàng là mẫu đó là em lấy cho mình giống cái mẫu đó đó. Mẫu em dơ lên sao thì cái chị chốt là em lấy vậy. Lên giúp em là cam 3 nút nha cái chị đẹp, cam 3 nút quần ống rộng. Cam 3 nút, cam 3 nút. Hãy cho chị rút cho chị mấy bộ màu xanh lá với xanh bơ đi.
Rồi xanh lá giúp em luôn nha. Chốt em xanh lá ống rộng luôn các chị. Nè cái bộ này là mông tầm khoảng 100 các chị mặc được nè. Bộ này cái phơm quần nó to hơn. Xem thấy cái phơm quần nó to hơn tí xíu. Dạ em nghe. Dập ly màu vàng chị ơi. Rồi ok, dập ly vàng. Dạ rồi. Rồi xanh lá ống rộng giúp em các chị ơi. Em có một bộ nè. Xanh lá ống rộng giúp em nha. Xanh lá ống rộng rất là đẹp luôn nha. 57kg trở lại là cái chị mặc đẹp đó. Mong tầm khoảng 98 trở lại là ok. 115.000 bộ. Chốt em xanh lá ống rộng. Xanh lá ống rộng giúp em. Xanh lá ống rộng em được 2 bộ nè các chị. Xanh lá ống rộng. Xanh lá 3 nút ống rộng em chốt cho chị Hải Hà 1 bộ. Ok chị Hải Hà. Rồi xanh lá ống rộng em được 2 bộ nha. Em còn được 1 bộ nữa nè. Chị Lê Thị Thanh Vân ơi, lên giúp em là cân nặng chiều cao của chị nha. Bộ này là size tầm khoảng 56-57kg trở lại. Mông tầm khoảng 98 trở lại nha chị. 97-98 trở lại là mặt đẹp. Rồi xanh lá ống rộng. Gọn người mới vừa chị Hoa Nguyễn ơi. Gọn người mới vừa nha chị. Chị Nguyễn Hoa ơi, bữa nay nhận hàng được chưa chị? Em thấy chị có một đơn nè. Một đơn đi cách ly. Rồi cái gì từ chối nhận hàng. Có nhiều dữ vậy. Chị Nguyễn Hoa ơi, đơn hàng bữa nay chị nhận được chưa ạ? Hôm bữa có một đơn hoàng về á chị. 58kg cao bao nhiêu chị Thanh Vân ơi? Cái này là chị nào mông nhỏ với mông vừa mặc mới vừa nha các chị. Rồi em có bộ này. Bộ này dễ thương quá mấy chị. Bộ này lên giúp giùm em là xanh lá ngọc trai ha. Ống rộng luôn. Lên giúp em là xanh lá ngọc trai đi các chị. Ngọc trai mông tầm khoảng 97-98 trở lại thôi các chị. Mặc cho nó đẹp nha. Dành cho những chị mông nhỏ và mông vừa. Lên giúp em xanh lá ngọc trai ống rộng luôn. Quần chín tốt giúp em nha các chị đẹp nhà em. Xanh lá ngọc trai. Rồi cái này các chị đẹp chốt giúp giùm em. Lên em xanh lá cánh tiên. Xanh lá cánh tiên nha các chị. 55-57kg trở lại mặt vừa. 63kg chắc mặt không vừa quá chị. Bộ này 57kg trở lại thôi chị. Lên giúp em là xanh lá cánh tiên. Xanh lá cánh tiên. Rồi lên giúp giùm em là xanh lá lưới. Đó, chị đẹp nào lấy bộ nào ha. Quần ống rộng hết nha. Chốt em xanh lá lưới. Xanh lá lưới giúp em cái chị. Xanh lá tay lưới nè. Rất là dễ thương luôn. Xanh lá tay lưới. Quần chín tót hết giúp em nha. Rồi màu đen. Em có một bộ màu đen cái chị. Một bộ màu đen. Chốt em mã đen. Đâu có đâu, đơn của chị Nguyễn Hoa là có một đơn hoàng về cho em bên em mà. Mới hoàng qua hôm kia gì nè. Cái đơn đó đâu có lấy đâu chứ đẹp. Đúng không? Mới qua hôm kia gì mà em mới hoàng về mấy bạn nhà em có khui ra nè. Ý em hỏi là bây giờ là chị lấy được rồi đúng không? Lấy được rồi thì em mới chốt đơn. Cố gắng đừng có trả hàng về giúp em nha cái chị. Đơn hàng mà mấy chị cách ly tại nhà là bưu tá vẫn giao hàng bình thường nha. Bây giờ là mình sống chung với dịch rồi. Nên là đơn hàng mà mấy chị mà cách ly á, là bưu tá vẫn tới nhà mình giao bình thường. Xanh lá cánh tiên em chốt cho chị Phan Diễm. 57kg trở lại mặt vừa nha các chị đẹp nhà em. Cam đất em chốt cho chị Nguyễn Hoa. Chị Nguyễn Hoa nãy giờ mấy bộ rồi em? Xanh lá với bộ gì đó, xanh lá với cam đất. Xanh lá ống rộng, xanh lá lưới ống rộng em chốt cho chị Thanh Trúc Trần. Xanh lá lưới là bộ nào biết rồi. Okay. Đen em chốt cho chị Hải Hà Nguyễn. Đen cho chị Hải Hà Nguyễn.
Rồi em có bộ xanh bơ luôn các chị. Dạ em cảm ơn chị Trần Tuyết rất là nhiều. Nó xem tí xíu á chị Lâm Vi. Chị Nguyễn Hoa, nãy giờ em chốt có hai bộ rồi chị, bộ xanh lá với một bộ dập mà với một bộ là mã cam đất thôi ha, mới em thấy mới có hai bộ à. Dạ em cảm ơn chị Trần Tuyết rất là nhiều. Bộ này nó xem tí xíu á chị Lâm Vi. Em thấy cái form quần nó cũng xem á, chỉ có cái áo thôi, chỉ có cái áo là cái form nó gọn hơn nha chị. Cái áo là cái form nó gọn hơn cái đợt rồi. Quần thì em thấy hình như nó cũng cỡ á. Nè. Màu xanh bơ giúp em mấy chị, lên giúp em màu xanh bơ, em có một bộ xanh bơ, thấy cái cọc đó với cái bộ đó nha cho chị. Lên giúp em bơ nha, bơ. 115.000 một bộ chị Phương Nguyễn, tầm ý dập ly giúp em ạ. Lên giúp em mã bơ các chị, xanh bơ. Lên giúp giùm em là bơ tay phồng, bộ này là bơ tay phồng giúp em, rất đẹp luôn nè, bơ tay phồng. Quần ống nhỏ nha, chị nào thích quần ống nhỏ thì lấy quần ống nhỏ. Bơ tay phồng, là quần ống nhỏ. Mông tầm khoảng 97-98. Tại đợt này em canh lại mông 97-98 cho các chị mặc thoải mái á. Còn form quần thì em thấy nó cũng xem như đợt rồi. Có cái áo thì form nó gọn hơn. Áo đợt rồi form thì nó thoải mái hơn. Nè, bơ tay bồng nè, có hai bộ nè, ống nhỏ. Xanh bơ đi các chị, xanh bơ đẹp nè. Rồi bơ cổ tim, tay lỡ ha, bơ cổ tim giúp em, bơ cổ tim. Bơ cổ tim quần ống nhỏ giúp em luôn. Bơ cổ tim các chị, bơ cổ tim tầm ý dập ly giúp em, bơ cổ tim này đó. Thun là em lên hết rồi đó chị Trần Trương ơi, có gì chị Trần Trương chịu khó tua lại livestream coi giúp em ha. Rồi chốt giúp giùm em mấy chị. Bơ cổ tim em được hai bộ. Xanh bơ ống nhỏ em chốt cho chị Yên Bình. Bộ này 57kg trở lại, mong tầm khoảng 97-98 trở lại nha các chị yêu ơi. Bộ này đẹp là cái chị tầm khoảng 50-52kg đến 57kg. Bơ tay bồng. Xanh bơ ống nhỏ là cái bơ chị chốt cái tay lỡ, bơ cổ tim á. Bơ tay bồng em chốt cho chị Minh Châu. Dạ em hết rồi chị Trần Trương. Bơ ống nhỏ em được hai bộ nha các chị đẹp. Này là bơ ống nhỏ này. Bơ ống nhỏ, bơ tay bồng là nó khác nhau. Rồi chốt giúp giùm em. Đây tay bồng nè, bơ tay bồng em còn được một bộ nữa nè các chị. Bơ tay bồng nha, bơ tay bồng em còn được một bộ. Bơ tay bồng ống nhỏ. Rồi em có một bộ màu xanh đen. Xanh đen ống nhỏ giúp em luôn, xanh đen ống nhỏ 57kg trở lại mặt dừa nè. Em lên mã nào chị đợi chị đúng đợi, bình luận giống y chang cái mẫu đó là em lấy nha chị Yên Bình ơi. Ví dụ như em lên cái mẫu là ống nhỏ thì mình lên ống nhỏ, tay bồng thì lên tay bồng chị. Có cái bộ xanh bơ nào tay cánh tiên không, em đâu có đâu. Đúng không? Xanh bơ tay cánh tiên em đâu có bộ nào đâu chị. Em lên với chị nhìn kỹ giúp em nha chị ơi. Xả cái bộ của chị Yên Bình ra đi. Xanh bơ quần ống rộng em không có chị. Nãy giờ lên ống nhỏ không à. Rồi xanh đen cái chị. Chốt em xanh đen ống nhỏ nha. Xanh đen ống nhỏ. Xanh đen ống nhỏ giúp em nha cái chị đẹp nhà em. Xanh đen ống nhỏ em có một bộ. Bơ lưới ống rộng hả? Bơ lưới là quần ống rộng. Chị Hải Hà lấy thì lên giúp giùm em là bơ lưới nha chị. Bơ lưới là quần ống rộng.
bơ lưới là quần ống rộng chị Hải Hà lấy thì lên giúp em là bơ lưới. Rồi lên giúp giùm em là da, à, cà phê sữa lưới nha, cà phê sữa lưới, ống rộng luôn. Cà phê sữa lưới là quần ống rộng, tay lưới là quần ống rộng. Lên giúp giùm em là cà phê sữa các chị, cà phê sữa. Cà phê sữa lưới nha, cà phê sữa lưới là quần ống rộng. Rồi, cà phê sữa tim là quần ống nhỏ. À, em lên cho cái chị dễ phân biệt nè. Rồi lên giúp giùm em là cà phê sữa tim là quần ống nhỏ nha. Cà phê sữa tim là quần ống nhỏ. Cái chị cứ lên đúng theo cái từ khóa em đọc nha. Em lấy cho nó đúng nha. Chị thích quần ống nhỏ, ống rộng gì đó thì em có dơ lên. Em đọc mã và em dơ quần lên luôn rồi đó. 115.000 bộ chị. Đây là bộ bơ lưới ống rộng, nó giống như cái bộ sữa em mới dơ lên đó chị. Nè. Bơ lưới ống rộng nha, bơ lưới ống rộng có một bộ một à. Chốt em bơ lưới ống rộng. Bơ lưới em chốt cho chị Hải Hà Nguyễn. Màu này đẹp quá mấy chị. Bộ này là nó là tầm à, nó là gãy nhật nha các chị, gãy nhật dập ly nha, rất là đẹp luôn, rất là mát. Gãy nhật dập ly giúp em rất là đẹp. Lên giúp giùm em màu này là màu cam. Lên giúp em màu này là màu cam đi các chị, cam tươi đi ha, cam tươi. Em có một bộ này rất là đẹp luôn, quần ống nhỏ giúp em nha. Cam tươi, cái này là gãy nhật, cái vải này là mặc là siêu mát và siêu đẹp luôn nha các chị, khỏi ủi luôn. Mặc rất là mát. Gãy nhật. Lên giúp giùm em là cam tươi các chị đẹp nha em, cam tươi. Chốt em mã cam tươi các chị đẹp nha em, cam tươi, quần ống nhỏ. Có bộ nào tay cánh tươi. Bộ chị đang mặc chốt chưa? Bộ đang mặc 62kg, mấy bộ này 62kg chắc mặc không vừa đó chị. Bộ này em chốt tầm khoảng 57-58kg trở lại ha. 57-58kg trở lại là tối đa hả? Chốt em mã hồng đi cái chị đẹp nha em, quần chín tấc giúp em nha, quần chín tấc. Lên giúp em là hồng ngọc trai nè, tay cánh tiên nữa chị. Chốt em là mã hồng ngọc trai các chị, hồng ngọc trai. Nó cùng một size hết nha chị, 57-58kg ha, mông 57-58kg, mông tầm khoảng 97-98 trở lại là mặc vừa như chị Phượng Thúy ha, nó cùng size hết đó chị. Lên giúp giùm em bộ em đang mặc là hồng hồng ngọc trai đi các chị đẹp, hồng ngọc trai. Mông 100 hả, mông 100 chắc mặc nó hơi kích tí xíu mà ta. Mong chăm em sợ mặt nó hơi kích tới chị Lâm Vi. Mét 57 mà 57kg thì ok. Mong 97-98 trở lại thì được. Chị Thanh Mai hả? Chị Thanh Mai lập xưởng hầu lô 3kg. Ngày mai, ngày mốt em trả đơn nha chị Thanh Mai. Bữa nay em tổng hợp đơn hàng. Ngày mai em, chiều nay em đặt. Xong rồi ngày mốt em trả hàng cho mình nha. Mốt em trả hàng. Còn có mấy màu này hả các chị ơi, mẫu nó giống không à. Các chị có muốn xem tiếp không, xem tiếp thì em lên, em hết rồi đó. Nó có mấy màu à các chị. Bộ em đang mặc là hồng ngọc trai, rất là đẹp luôn, hồng ngọc trai quần ống rộng. 57kg trở lại, mông tầm khoảng 97-98 trở lại là các chị đẹp nhà em mặc ok.
Bộ hồng em mặc đẹp lắm nè mấy chị. Xanh lá nè mấy chị, xanh lá em còn mấy bộ cũng rộng nữa nè. Lá lưới nha, lá lưới em còn được 2 bộ, xanh lá lưới còn được 2 bộ quần ống rộng. Các chị có muốn xem tiếp nữa không ạ? À? Còn có mấy màu á, mấy chị muốn xem màu gì nữa? Giờ em còn màu cam sữa, màu cam đất, màu cam tươi, màu da, màu vàng. Màu cam đất, màu da, màu vàng, nó còn được có mấy màu đó đó. Hết trơn rồi, cái chị đẹp nhà em ơi. Vậy hôm nay em chốt là em live stream tới đây nha cái chị đẹp. Hẹn cái chị vào buổi live tối nay nha, tối nay. Đơn này mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn cho cái chị chiều nay luôn ạ. Mát lắm, bộ này mặc rất là mát cái chị. Form áo nhập ly đợt này đẹp. Gọn. Ủa đơn của chị Thanh Mai chị bấm đi.